Xin chào bạn khán thính giả của kênh. Ngày hôm nay sẽ gửi đến các bạn một câu chuyện mới của tác giả Tâm Tửng với tựa đề Âm Tính. Các bạn nhớ like ủng hộ và subscribe kênh để đón nghe thêm nhiều chuyện ngôn tình hay, và nhớ để lại bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe chuyện nhé. Thưa các bạn, câu chuyện của chúng ta kể về của một cô bé tên là Mai. Chỉ vì những giây phút sai lầm trong quá khứ, khi còn là một cô bé đang ngồi trên ghế nhà trường, Mai đã phải chấp nhận đánh đổi cả tương lai của cuộc đời mình. Bởi vì cô đã phát hiện ra cô đã bị dương tính với HIV. Và cũng từ đây là một hành trình trốn chạy ra khỏi quá khứ và hiện tại, để rời xa quê hương, rời xa gia đình, bạn bè, tìm đến một nơi khác chống đỡ qua những tháng ngày lầm lũi và cực khổ. Cô đang còn quá trẻ, mới 19 tuổi đầu. Những tưởng cuộc đời cô đã nở rộ trước mắt, thế nhưng cánh cửa cuộc đời đã đóng sập ngay trước mắt cô bởi vì bản án tử hình của căn bệnh thế kỷ. Và rồi cuộc đời của Mai sẽ còn những sóng gió nào ập đến nữa hay không? Ngay sau đây, mời các bạn hãy cùng dõi theo những diễn biến bi hài trong câu chuyện Âm Tính của tác giả Tâm Tửng này nhé. Tôi tên là Mai. Năm nay tôi đã 19 tuổi. Tôi làm thuê trên thành phố này đã gần 3 năm rồi. Hôm nay là 30 Tết, nhưng tôi không thể về nhà ăn Tết. Nhà tôi ở quê cách thành phố những 40 cây. Bắt xoài biết tầm hơn 40 phút là về tới nhà. Nhưng vì bố mẹ và em gái tôi không chào đón tôi, nên tôi không dám về. Năm nay là năm thứ hai, tôi đón Tết một mình ở trong căn nhà trọ. Tôi đi ra chợ mua 2 cái bánh chưng, 1 con cà luộc, thêm nửa cân giò. Thế là đủ một cái Tết. Cả xóm trọ đã về quê ăn Tết hết, không còn là một ai cả. Một mình tôi lủi thủi trong xóm trọ, đóng cửa cả ngày. Cái cảm giác đón Tết một mình có buồn, nhưng không bằng nỗi nhớ nhà, nỗi nhớ bố mẹ đang trào dâng lên trong lòng của tôi. Mọi người đang thắc mắc, tại sao tôi không về nhà ăn Tết có đúng không? Tôi sẽ kể lại cho mọi người nghe lý do. Năm tôi 15 tuổi, tôi đang học lớp 19 thì có quen và yêu một anh lớn hơn tôi 3 tuổi. Anh ấy đẹp trai, con nhà giàu và suốt ngày chơi bời lêu lồng. Tôi bập vào yêu là học hành chỉnh mảng, ảnh hưởng đến việc học nên bị cô giáo nhắc nhở thường xuyên. Sau đó bố mẹ tôi biết và cấm cho tôi không được quen anh ấy nữa, bắt tôi chia tay anh ấy để đi học. Nhưng tôi không chịu, thế là thường xuyên trốn học để đi chơi với anh ta. Lúc đó tai tiếng của tôi ầm ầm khắp xóm, bố mẹ tôi buồn lắm, nhưng tôi cũng không bận tâm. Thế rồi tôi thi trượt cấp 3. Nghe tin bố mẹ tôi đã đánh cho tôi một trận đòn thừa sống thiếu chết, nên tôi uất hận và bỏ nhà đi theo anh người yêu luôn. Lúc yêu tôi mù quáng lắm. Anh người yêu thuê nhà nghỉ cho tôi tới đó ở. Và hàng ngày, ban ngày anh về nhà ngủ với bố mẹ, đêm tối lại đến với tôi. Hàng ngày anh cho tôi rất nhiều tiền để mua quần áo và đồ dùng cho tôi. Nên lúc đó tôi cảm thấy hạnh phúc lắm, và tôi nghĩ sự lựa chọn của mình là hoàn toàn đúng. Bố mẹ tôi đi khắp nơi không tìm được tôi, nhưng hạnh phúc ấy chỉ kéo dài được vỏn vẹn 2 tháng. Anh người yêu tôi có người mới và đá tôi ra khỏi đường một cách không thương tiếc. Cũng may là tôi không dính bầu, nếu không thì không biết số phận của tôi sẽ ra sao nữa. Sau khi bị đá, tôi mới nhớ tới và đi về nhà. Lần này bố mẹ tôi không đánh, không mắng, mà họ để tôi tự quyết định. Tôi đã khóc nhiều lắm. Tại tiệm các làm xóm, bố mẹ tôi xấu hổ chẳng dám nhìn mặt ai cả. Tôi ở nhà mấy tháng thì tôi theo chị họ lên thành phố làm việc phụ quán cơm. Tôi làm được mấy tháng thì quen việc, tinh thần cũng trở nên vui vẻ, lạc quan hơn. Nhưng mấy tháng sau, anh người yêu cũ của tôi chết vì sốc thuốc và anh ta dương tính với HIV. Cả làng quê nghèo náo loạn hên, và cô người yêu mới của anh ta cũng bị lây nhiễm HIV. Và tôi cũng nằm trong danh sách đó. Và mọi người trong làng bắt đầu gọi tôi bằng một cái tên mới, đó là Mai Zida hay Mai S. Tôi nghe tin mà sốc ngất luôn tại chỗ. Bố mẹ tôi gọi điện cho tôi bắt tôi về nhà để tra hỏi và chửi rủa tôi thậm tệ. Lúc đó tôi muốn nhảy cầu tự vẫn, nhưng vì sợ nên tôi không dám. Quê tôi nghèo và lạc hậu lắm. Họ xa lánh và kỳ thị cả nhà tôi. Họ kỳ thị tới mức mẹ tôi ra chợ mua cá còn bị không bán và đuổi về. Rồi họ bàn tán xôn xao, khiến bố mẹ tôi ngày nào cũng cãi nhau, cũng chỉ vì một đứa con gái tên là Mai Zida. Đứa em gái tôi nó đang còn đi học, sau đó nó bị các bạn trong lớp xa lánh, xua đuổi. Thậm chí nó còn bị các bạn ném trứng thối vào người, nên nó rất uất ức. Về nhà nó đem trút giận hết lên người tôi. Đỉnh điểm là hôm đó đi học về, bị các bạn chặn xe và ném xe đạp của nó xuống mương, chửi rủa rằng
Nó bị HIV giống chị, nên nó đã ném cặp sách đi và chạy thẳng về nhà. Thấy tôi ngồi nấu cơm, nó đã cầm cả viên gạch và ném vào người tôi. Rồi nó đuổi tôi đi. Nó nói tôi hãy đi thật xa và đừng về nhà làm khổ mọi người nữa. Nếu tôi không đi thì nó sẽ nghỉ học ở nhà. Tôi đã suy nghĩ. Rồi đêm đó tôi cũng quyết định đi. Chỉ còn 2 ngày nữa là bố tôi bán một lớn lợn đi. Bố nói bán lợn để lấy tiền đưa tôi ra thành phố làm xét nghiệm. Nhưng tôi đã không chờ được tới lúc đó. Tôi lên thành phố, phụ rửa bát tại một nhà hàng lớn. Và tất nhiên là tôi giấu nhẹm đi cái quá khứ nhơ nhớp ấy. Vì tôi chưa có tiền đi xét nghiệm, nên ngồi rửa bát, tôi luôn đeo bao tay vào và tránh tiếp xúc với mọi người. Lúc ấy, tôi vừa tròn 16 tuổi. Cái tuổi ăn chưa no, lo chưa tới, trẻ con nông nổi. Nên tôi nghĩ người yêu tôi mới, lây, thì anh cũng lây cho tôi. Mình sẽ không thể nào thoát được. Tôi buồn mãi, rồi cũng nguôi ngoai. Tôi ở trọ một mình, sáng đạp xe đến nhà hàng rửa bát, 10 giờ đêm lại đạp xe về, chẳng giao du hay tiếp xúc với ai. Đến ngày lấy lương, tôi tranh thủ bắt xe buýt về đưa tiền cho mẹ, rồi lại vội vã đi, vì tôi sợ phải nghe người ta xì xào bàn tán. Bố mẹ tôi hỏi là tôi đã đi xét nghiệm chưa, nhưng tôi cứ ậm ừ lồi rằng trang chuyện khác. Bố mẹ tôi sợ tôi buồn nên cũng không hỏi nhiều về chuyện có hay không đó nữa. Thế mà tôi cũng làm việc ở thành phố được gần 3 năm rồi đấy. Tôi lại lấy lại được tinh thần vui vẻ lạc quan, nhưng lại hơi nát rượu. Tại lúc trước tôi hay mất ngủ, một mình nằm ở nhà trọ buồn quá, không ngủ được, nên tôi đã đi mua rượu về để uống. Mỗi lần không ngủ được, tôi lại làm vài chén, thế là lăn ra ngủ một mạch tới sáng luôn. Chết rồi tôi quen miệng, nên lâu lâu không uống tôi lại không thể nào chịu được. Hôm nay vẫn như mọi ngày, 10 giờ đêm tôi bắt đầu đạp xe từ quán về nhà trọ. Trời hôm nay gió mát quá, nên đến chỗ công viên tôi mới tạt vào ngồi ở ghế đá hóng gió một tí. Rồi tôi thấy mỏi lưng, vì cả ngày ngồi dọn rửa bát nên tôi mới nằm xuống ghế đá. Gió mát, trăng thanh, tôi tính nằm tầm 10 phút rồi sẽ dậy đi về. Ai ngờ tôi ngủ quên đến đó, tận 1 giờ đêm tôi mới tỉnh giấc. Tôi vội vàng, dậy thì đã thấy mất xe đạp. Thế là mất xe để đi rồi. Thôi thì đi bộ về vậy. Ngày mai qua hàng sắt vụn hỏi mua cái xe đạp cũ khác vậy. Mua xe đạp cũ chỉ tầm 200.000 thôi. Mà không biết ai xấu tính thế. Có cái xe đạp cũ rích rồi mà người ta cũng lấy. Tôi đi bộ được một đoạn thì tôi gặp 3 người đàn ông đi ngược chiều, vừa đi vừa lải nhải như kiểu say rượu ấy. Thấy tôi, họ ồ lên. Ồ, gái kìa. Thế rồi một tên tiến lại gần tôi. Gái xinh chúng mày ơi. Tôi thấy sợ sợ, liền vội vàng bước nhanh đi, thì tên đó liền kéo tay tôi lại. Đi đâu vội thế em, đi chơi với bọn anh một tí đi. Tôi giật tay mình lại. Bỏ tôi ra. Mấy tên đó cười ha hả rồi túm lấy tôi. Kìa, làm cái gì mà cáu gắt thế? Vào kia chơi với bạn anh một tí đã. Tôi lại gào lên. Bỏ tôi ra. Các người mau bỏ tôi ra. Rồi không để tôi kịp giãy giụa, một tên vác tôi. Hai tên kia thì cười ha hả. Mà đêm vắng như thế, không có ai để mà tôi cứu cổ quả. Ba tên đó vác tôi vào một công viên. Tôi hoảng quá hết lên. Các người định làm gì tôi hả? Ngoan đi. Chiều bọn anh một tí, rồi lát nữa bọn anh cho tiền. Ngoan, anh thương. Tôi cứ bỏ chạy thì lập tức bọn họ lại tóm lại. Rồi hai tên giữ tay tôi. Một tên giơ tay cao để gởi áo tôi. Tôi biết một mình tôi không thể chống lại được ba tên đó, nên tôi nghĩ mình phải bình tĩnh để tìm cơ hội thoát thân. Lập tức tôi đổi giọng. Thế bây giờ ba anh muốn làm chuyện ấy có phải không? Cả ba tên yêu râu xanh kia gật đầu lia lịa nhìn tôi rồi bật cười. Để em tơi quần áo, các anh cứ bình tĩnh chờ em. Thời gian còn nhiều, đi đâu mà vội cơ chứ. Hà tên giữ tay tôi mới buông ra. Rồi cả ba tên cứ trố mắt nhìn tôi háo hức chờ đợi. Một tên hỏi tôi. Thế em gái làm gì mà đêm hôm còn lang thang ngoài công viên thế này hả em? Tôi vừa cởi cúc áo vừa dò thầy. Em sống vật vờ ở đây đã 3 năm rồi. Em cũng có nhà ở quê, nhưng khổ nỗi em bị sida AIDS mấy năm rồi, nên bố mẹ đuổi đi, không cho em về nhà nữa. Khổ thế đấy các anh ạ. Ba tên trố mắt ra nhìn tôi, một tên lắp bắp, tay còn run run chỉ về phía tôi. Em bị sida, là HIV đó à? Dạ vâng, em mới bị có 3 năm nay thôi anh ạ. Tôi cởi tung áo ra, rồi lại nói tiếp. Em đây, các anh hãy chiếm lấy em đi. Tôi mời chào nhiệt tình thế, mà ba tên đó nhìn nhau, rồi á á ú ú lên một tiếng bỏ chạy, một tên còn hét lên. HIV đó, chạy đi bọn mày ơi.
Tôi vội vàng mặc quần áo rồi chạy một mạch về nhà trọ của mình. Lúc chạy về tới nhà trọ, tôi thở hắt ra vì quá mệt. Vào trong nhà khóa cửa lại, tôi mới hoàng hồn. Hú hồn, tí nữa thì chết. Tình ra bị bệnh thế kỷ, đôi lúc cũng có lợi đấy nhỉ. Tôi tự an ủi chính mình như vậy, rồi tắm giặt lên giường nằm ngủ. Vì bị mất trộm xe, nên tôi phải dậy sớm đi bộ. Ra nhà thu mua phế liệu, tìm một chiếc xe đạp cũ khác. Con này cũng ngon ngon, nên cô chủ lấy 250. Rồi tôi đạp xe ra đầu ngõ, mua 5.000 xôi, đạp xe tới quán ngồi ăn. Các anh chị ở quán cũng tốt và thân thiện lắm. Thấy tôi ăn xôi thì mọi người nói sao không ăn phở cho dễ nuốt. Rồi mấy anh chị còn rủ tôi đi ăn phở. Nhưng tôi không bao giờ đi cả. Tôi tránh tiếp xúc với mọi người hết mức có thể. Nên cả ngày tôi chỉ ngồi ru rú trong bếp. Những lúc rảnh rỗi, mọi người hay ngồi tụ tập ăn hoa quả và chém gió với nhau rôm rả. Thế nhưng riêng tôi lại cứ ngồi im trong bếp, chẳng buồn tiếp xúc với ai. Nên dần dần mọi người nói tôi bị bệnh tự kỷ. Nhưng mà tôi cứ mặc kệ ai nói gì thì nói, tôi vẫn thích ở một mình thôi. Cuộc sống của tôi cứ trôi qua một cách tẻ nhạt như vậy, cho tới khi tôi gặp một người. Anh tên là Phong, dạo này cũng hay tới quán nhậu lắm. Ngoài cái tên ra thì tôi không biết gì thêm về Phong cả. Phong và anh chủ quán của tôi là bạn với nhau, nên Phong thường xuyên tới đây ăn uống tụ tập. Hôm đó mấy chị bưng bê nghỉ hết, nên anh đầu bếp sai tôi bê đồ ra ngoài cho khách. Tôi ngại không muốn bê, thì anh chủ quán quát tôi một trận dọa đuổi việc, tôi mới đứng dậy bê đồ ăn ra. Tôi bị ép làm thì mặt tôi sưng phù ra, vừa bê đồ ăn vừa hậm hực. Tôi bê đĩa tôm nướng ra bàn cho anh Phong, rồi để xuống bàn rất mạnh, ra kiểu thái độ không vừa lòng ấy. Mấy con rơi ra bên ngoài bàn, tôi nhặt thả vào trong đĩa rồi lại quay đít đi vào trong. Lúc ấy anh chủ quán ra Phong cất tiếng hỏi: "Quán có nhân viên mới à mày?" "Đâu có, đều là người cũ mà." "Thì cái cô bé vừa bê tôm ra đây, đây là lần đầu tiên tôi thấy mà." "À, cái con bé tự kỷ đó hả? Nó sắp làm được 3 năm rồi đấy. Nhưng mà nó chỉ ngồi ở trong kia thôi, chứ chả bao giờ ra ngoài và tiếp xúc với ai cả. Hôm nay mấy đứa nhân viên nghỉ, tao bảo nó bưng bê ra mà nó không ra. Tao phải quát tháo và đuổi việc thì nó mới đứng dậy đấy. Đúng là lì như trâu." Phong nghe thấy thì bật cười: "Bảo sao cô ấy bê tôm ra mà nhìn thái độ như muốn đánh nhau luôn đấy." Anh chủ quán cất tiếng thở dài: "Nhiều lúc không bảo được, tôi cũng điền lắm, muốn tống cổ nó đi. Nhưng nghe mọi người nói nó ở đây có một mình, Tết cũng không về. Chắc nó không có gia đình để về, nên tôi lại không nỡ đuổi việc nó." Phong gật đầu: "Mỗi người một hoàn cảnh mà. Thôi, hãy thương cô bé ấy đi." "Ừ, mà ơ, còn mém ca chép đâu? Thôi, để tôi vào bếp xem đã được chưa." Anh chủ quán đi vào, thấy đĩa ca chép đã còn nằm trên bàn. Còn tôi thì đã đi vào rửa bát. Anh điên quá quát lên: "Này con kia, bảo bế đồ cho khách lại ra rửa bát rồi." Tôi quay cổ cãi lại: "Khách đó là bạn của anh, thì anh tự bê ra đi." Anh chủ gào ầm lên: "Mày có tin là tao ném hết bát đi không? Đứng dậy bê đồ ra ngay con kia." Phòng ở ngoài thấy chủ và tớ nói nhau ở trong bếp, nên anh ta ăn tôm cũng không trôi và bị nghẹt ở cổ. Tôi đứng dậy bê đĩa cá ra ngoài mà bực không chịu được. Đã vậy bê ra tới nơi, Phong còn cười trêu: "Sao em không làm chân bưng bê mà cứ thích rửa bát thế? Bưng bê nhàn hơn mà." Tôi nghiến răng nghiến lợi nhìn anh ta rồi nói: "Không phải là việc của anh. Cá của anh đây, ngậm miệng lại và ăn hết đi. Vì anh mà tôi bị chửi thậm tệ đấy. Ăn gì mà ăn lắm thế không biết." Phong lại cười to hơn, khiến tôi điên thiết quá. Lúc đó tôi chỉ muốn úp luôn cả đĩa cá lên đầu anh ta, nhưng tôi sợ bị đuổi việc nên tôi đành phải cố nhịn Phong, vừa cười vừa nói: "Cô làm gì mà khó tính thế? Làm bưng bê đỡ đau lưng hơn là ngồi rửa bát mà." "Tôi muốn làm gì thì mặc xác tôi, anh bận tâm làm gì hả?" Tôi gào lên rồi đi vào trong. Vừa đi vào thì tôi chạm mặt anh chủ quán: "Ai làm gì mà mặt cô lại sưng lên rồi hả?" Tôi không thèm đáp lại mà đi thẳng vào trong rửa bát. Anh chủ quán ra ngoài hỏi Phong: "Con bé kia nó lại tỏ thái độ với cậu à? Có cần tôi cho nó nghỉ việc không?" Thế nhưng Phong lại lắc đầu: "Sao lại đuổi việc cô ấy? Cô ấy tính trẻ con thôi mà. Tôi lại thấy rất vui là khác." Ngày hôm sau, mấy chị nhân viên chạy bàn đã đi làm, thế là tôi không phải ráp bưng bê đổ nữa. Tôi lại ngồi vào vị trí của mình ở chỗ rửa bát. Rửa bát xong tôi ngồi vẩy nước cho mát, bởi vì trời mùa hè nóng bức quá mà. Anh chủ quán vào nhìn thấy tôi ngồi vẩy nước rồi cười một mình. Anh lầm bầm cất tiếng chửi: "Không biết đầu óc nó có vấn đề gì và thần kinh không nữa,
người khác thì muốn vươn lên, còn nó 3 năm rồi vẫn chọn nghề rửa bát, đến là chịu. Phòng hôm nay lại đến, và còn đến rất sớm. Hôm nay anh ta tới một mình. Anh chủ quán ngạc nhiên hỏi. Thế hôm nay đến một mình thôi à? Lũ đầu rìa kia đâu rồi? Hôm nay tôi thích đến một mình nên không rủ bọn nó. Thế cậu không chào đón khách à? Có chứ, chỉ tại hơi ngạc nhiên. Từ trước tới nay cậu vẫn thích số đông mà. Phong bật cười đáp lại. Thì lâu lâu cũng phải đổi gió một tí chứ. Bảo đầu bếp cho tôi đĩa thực đơn cũ nhé. Thôi được rồi, cậu cứ ngồi đấy mà đợi đi. Để tôi bảo đầu bếp làm luôn cho. Rồi Phong nhìn ngó xung quanh. Thế chị nhân viên cũ, Phong cất tiếng hỏi. Cô bé ấy hôm nay không đến đây à? Chị nhân viên lễ phép trả lời. Dạ, cô bé nào ạ? Cô bé rửa bát ấy. À, con bé Mai. Chỉ khi nào không có ai bưng bê đồ thì Mai mới lên thôi ạ. Phong gật đầu. Ừ, cảm ơn em nha. Ngồi một lúc lâu vẫn không thấy gì hết nên Phong đi vào nhà vệ sinh. Nhưng nhà vệ sinh không cần cô rửa bát nên Phong không có vẻ vui. Vừa đi Phong vừa ngó nghiêng. Anh chủ quán đi qua cất tiếng hỏi. Thằng kia, cần giúp gì sao? À, không, tôi đi vệ sinh thôi mà. Anh chủ quán nhìn Phong chằm chằm ý dò hỏi. Cậu đang tìm kiếm ai vậy? Đâu có, tôi có tìm ai đâu. Này nhé, nhìn mặt cậu mờ ám lắm. Thế còn Linh có phải không? Phong gãi đầu chưa kịp giải thích thì Linh đi qua. Anh chủ quán liền cất tiếng gọi. Linh, lại đây em bảo. Linh đi lại. Anh bảo em gì thế ạ? Đây, có anh Phong tìm em đấy. Phong muốn nói chuyện hay xin số của em Linh thì cứ mạnh dạn mà nói ra nhé. Thôi, tôi ra chỗ khác cho người nói chuyện. Thế rồi anh chủ quán đi luôn. Phong đứng ngẩn mặt ra. Linh cười cười. Anh Phong tìm em có chuyện gì không ạ? Phong không biết phải nói thế nào, cứ gãi đầu gãi tai. Đúng là thằng cái chết tiệt. Ăn nói hàm hồ, bây giờ làm mình khó xử, không biết nói thế nào bây giờ. Linh thấy Phong đứng ngay ra, liền chạm vào tay Phong. Anh Phong. À ừ, anh đây. Linh bắt đầu làm giá. Anh muốn nói gì với em vậy? Nói gì thì nói nhanh lên, để người ta còn đi làm việc. Phong ấp úng. Em có thể cho anh xin số điện thoại của em. Linh cười nghĩ bụng. Tính xin số của mình để tán tỉnh đây mà. Không nói ra sớm, lại còn bành mặt ngượng ngùng nữa chứ. Rồi Linh bật cười. Dạ được mà, xin số thì có số luôn. Phong cũng cười. Vậy thì tốt quá. Em cho anh xin số của cô bé tên là Mai, ngồi rửa bát trong bếp nhé. Anh cảm ơn nhiều. Linh nghe thấy vậy thì đang ở trên mây xanh, rơi xuống mặt đất cái rầm. Mặt Linh nóng phừng phừng lên. Linh hỏi lại. Anh nói anh xin số của ai cơ ạ? Của cô bé Mai ngồi rửa bát ở trong bếp em đó. Ủa, chẳng lẽ còn có cô Mai nào khác nữa hả em? Linh bắp lắp trả lời. À không, không có. Mà sao anh lại muốn xin số của Mai vậy? À, anh có việc mà. Em đọc cho anh lưu số lại nhé. Linh tỏ vẻ thất vọng. Vậy mà em cứ tưởng... Tưởng gì hả em? À không. Thôi, nhưng mà em không biết số của Mai đâu anh ạ. Nói rồi Linh quay mặt bước đi, có vẻ giận dỗi Phong. Phong không hiểu lý do tại sao Linh lại tỏ thái độ như thế, nên đi ra ngoài, mà mắt cứ hướng về khu bếp đang chờ đợi ai đó. Linh thì ngồi xị mặt ra. Anh đầu bếp gọi đưa đồ, mà Linh cứ ngây ra không biết. Anh chủ quán quát. Linh, không nghe thấy gì à? Làm gì mà ngồi ngây ra đó thế? Hết còn Mai rồi đến tới mày. Không hiểu chỗ mày bị làm sao nữa. Linh nghe thấy vậy thì gắt lên. Anh im đi. Anh đừng bao giờ so sánh em với con mắc bệnh tự kỷ đó. Nó không thuộc lường lớp với em đâu. Anh nghe rõ chưa? Tôi ngồi trong này mà lùng bùng lỗ tai như có người vừa nói tôi thì phải. Anh chủ quán tức lắm nhưng không nói gì được Linh. Mày đang quát tao đấy à? Em không quát anh. Nhưng mà em mong lần sau anh đừng so sánh em với con Mai. Vậy thôi. Phong ngồi cười nhạt rồi đứng dậy. Có vẻ như Linh ghét Mai nhỉ? Mai làm gì có lỗi với em vậy? Linh thấy Phong hỏi lại thì cô ta cười cười chữa ngừa. Đâu có. Tại tính em không thích bị so sánh với ai cả. Em là em, Mai là Mai. Làm sao mà giống nhau được à? Nói rồi Linh đứng dậy bê đồ đi ra ngoài. Chủ quán hỏi anh Phong. Cậu nói cái gì mà nó lại xịt cái mặt ra thế? Lại còn cáu gắt với tôi nữa. Lạ đời đấy. Ai dám nói gì đâu. Tôi chỉ xin số điện thoại của Mai thôi mà. Đã không cho số lại còn thái độ. Đúng là kỳ cục. Anh chủ quán nghe thấy vậy thì sửng sốt trố mắt. Cậu xin số của con Mai rửa bát ư?
Thế xin để làm gì vậy? Phong nháy mắt trêu đùa. Thì nhà nhiều cơm nhiều gạo, nên tôi tính mang con bé về nuôi cho lớn ấy mà. Anh chủ quán thấy Phong có vẻ hứng thú với một cô bé tự kỷ rửa bát của mình thì ngạc nhiên lắm. Anh không nghĩ một ông chủ giàu có như Phong lại có gu ăn mặn và khác người đến như vậy. Nhưng anh chủ quán lại nghĩ mình cũng không ưa gì con bé rửa bát đó, chỉ bằng nhân cơ hội này mà đẩy nó đi luôn nhỉ. Thế nên anh chủ quán bảo Phong: tôi có số của con bé Mai đấy, cậu có lấy không? Phong mắt sáng lên. Có chứ, cho tôi đi. 10 giờ đêm tôi lại trèo lên con xe đạp huyền thoại đạp về. Phong đã chờ sẵn ngoài cổng và lái xe ô tô đi theo phía sau tôi. Mới đầu tôi không để ý, cứ tưởng người đi đường nên tôi mặc kệ, vẫn cứ ung dung đạp xe đạp mà chẳng bận tâm điều gì cả. Phong lái xe phía sau, vừa đi anh vừa tủm tỉm cười. Đi xe đạp mà đánh võng lẳng lách như ai, cái cô bé này cũng thú vị thế nhỉ. Mãi sau tôi cứ thấy có xe ô tô theo sát phía sau mình, tôi cảm thấy lo lo. Mẹ cha cái thằng nào cứ đi theo dõi phía mình như thế này, mục đích của hắn là gì? Chẳng lẽ hắn tính cướp tài sản của mình ư? Nghĩ vậy là tôi đã sợ rúng rói cả vào rồi, nên tôi lại càng đạp nhanh hơn. Nhưng tôi càng đạp nhanh tới đâu thì chiếc xe ô tô phía sau tôi vẫn theo sát tới đó, khiến cho tôi mệt gần chết, hai chân mệt rã rời luôn. Tôi mới dừng lại để thở và xem hắn ta có ý đồ gì. Khi tôi dừng thì hắn cũng dừng, tôi đi thì hắn cũng đi. Mẹ kiếp, có một cái xe đạp cũ rích thôi mà hắn cũng tính trộm của mình sao? Hay là hắn thích sưu tầm xe đạp cũ? Sau một hồi suy nghĩ, tôi quyết định đứng lại để xem người đi theo tôi từ quán về đây là ai. Nghĩ là làm, tôi liền dừng xe lại. Phòng ở trong xe ngạc nhiên: sao lại dừng lại rồi nhỉ? Tôi dựng xe ở phía vỉa hè rồi quay đầu lại vẫy vẫy người lái xe. Phòng thấy tôi vẫy thì hạ cửa kính xuống, thò cổ ra. Cô cứ đi tiếp đi, sao lại dừng lại thế? Tôi thở dài nhẹ nhõm khi nhận ra người đi theo mình từ nãy tới giờ là Phong. Là anh sao? Ừ, là tôi đây. Tôi gắt lên: sao tự dưng anh đi theo tôi làm gì đấy hả? Anh rảnh rỗi quá nên xin nông nổi có phải không? Phong cười nói kiểu như thân quen lắm. Thì tôi sợ cô đi một mình, lỡ bị ai bắt cóc, nên tôi mới đi theo phía sau để bảo vệ cho cô đấy mà. Tôi nghe thế vậy thì bật cười. Ai bị khùng à? 3 năm nay tôi vẫn đi mà có bị sao đâu. Làm gì có ai bắt cóc một đứa vừa nghèo vừa bay màu như tôi cơ chứ. Anh bị bệnh hơi nặng rồi đấy anh Phong à? Sao lại nói như thế? Lỡ như tên trộm muốn bắt cô về nuôi để cho lớn thì thế nào? Tôi bắt đầu thấy bực mình với anh ta rồi. Nhưng vì anh ta là bạn của anh chủ quán nên tôi cố gắng nhẫn nhịn, cố cười cho qua. Thôi, đùa thế là đủ rồi đấy. Giờ thì giải tán ai về nhà nấy. Chào anh nhé. Nói xong tôi đạp xe đi, thì Phong lại lái xe đi theo tôi luôn. Tôi vừa đi vừa lẩm bẩm: chết tiệt, anh ta vẫn đi theo mình. Rốt cuộc thì anh ta muốn gì ở mình cơ chứ? Tôi không muốn anh ta biết nhà trọ của tôi, nên tôi liền đi qua ngõ nhỏ mà ô tô không thể đi vào được. Phải như thế thì mới cắt đuôi được anh ta. Tôi về nhà trọ tắm giặt rồi leo lên giường đi ngủ và quên luôn anh ta. Mãi đến 12 giờ đêm tôi có một tin nhắn, nhưng lúc đó tôi ngủ rồi nên không biết. Phòng nhắn tin cho tôi rồi chờ mãi mà không thấy tôi trả lời. Anh ta liền gọi cho tôi, nhưng tôi để chuông bé nên cũng không nghe thấy gì luôn. Phòng không ngủ được cứ trằn trọc mãi. Cứ vài phút anh lại mở điện thoại ra xem có tin nhắn trả lời tới không, nhưng mà vẫn không có. Sáng khi tỉnh dậy, tôi thấy có 3 cuộc gọi nhỡ và 2 tin nhắn, nhưng tôi mặc kệ chẳng quan tâm. Tôi đánh răng rửa mặt rồi đi làm và không thèm bận tâm về Phong nữa. Còn Phong thì mãi gần sáng anh ta mới ngủ được. Lúc sáng dậy, mắt nhắm mắt mở, anh ta vội vàng tìm điện thoại xem có tin nhắn trả lời không thì vẫn không thấy. Phong ngồi xuống mặt buồn rười rượi. Tại sao cô ấy lại không trả lời mình nhỉ? Phong lại nhắn tiếp một tin nữa, nhưng không thấy trả lời. Rồi anh lại gọi, nhưng lúc anh gọi tôi thì tôi đang đi đường nên tôi không nghe. Phong thoáng buồn, bởi vì chưa bao giờ anh bị người khác bơ như vậy. Các cô gái mà anh quen, chỉ cần anh liếc mắt để ý tới là lập tức tối về, họ đã chủ động nhắn tin cho anh. Vậy mà lần này anh chủ động nhắn tin và gọi điện cho một cô gái, anh lại bị thất bại. Tôi tới quán, việc làm đầu tiên là cầm chổi quét dọn, nên tôi cũng không lôi điện thoại ra xem. Tôi quét rồi hót vào xô rác thì chị Linh đi tới. Chị Linh nhìn thấy tôi, chị liền nhớ tới vụ anh Phong xin số hôm qua, nên chị ấy lại nổi điên lên. Chị ấy liền lấy chân đá vào xô rác,
khiến rổ rác đổ hết ra sàn nhà. Rồi chị ấy gắt gỏng. Để rổ rác ở giữa lối đi thế này à? Mắt mày để ở đâu vậy hả? Tôi khẽ nói. Đường rộng thế mà chị không đi thì tránh sang một bên cũng không được hay sao? Tao không thích tránh đấy. Mà làm gì tao thì làm đi. Em làm gì có lỗi với chị mà mới sáng ra chị đã to tiếng với em vậy chị? Tự bản thân mày biết đi. Thế nhưng tôi nghĩ mãi mà không hiểu tại sao chị ấy lại gắt gỏng với tôi như thế. Rốt cuộc là đã có chuyện gì xảy ra? Tôi vừa ngồi rửa vừa rửa bát vừa nghĩ. Rốt cuộc là tôi đã làm ra cái gì mà chị Linh lại tỏ thái độ gay gắt với tôi như vậy? Mà bấy lâu nay tôi chỉ rửa bát, chứ có làm gì khác đâu cơ chứ. Nghĩ mãi không ra, nên tôi lại càng muốn tránh mặt chị Linh và tất cả mọi người. Nhưng tôi càng tránh thì chị Linh càng kiếm cớ gây chuyện với tôi. Bình thường các chị nhân viên sẽ dọn bàn và bê bát xuống cho tôi rửa. Chị Linh bê xuống rồi cầm cái đĩa ném vào chậu rửa đầy bọt, khiến bọt bẩn bắn hết lên mặt và lên cổ áo của tôi. Tôi vội vàng lau mặt và ngẩng mắt lên. Chị à, sao chị lại... Chị Linh vây mặt lên. Ta thích thế đấy, mày ý kiến gì à? Rốt cuộc là em đã làm gì sai mà chị lại đối xử với em như vậy hả? Ta muốn mày cút ra khỏi đây. Hãy cút khỏi đây đi. Tôi hét lên. Tại sao? Tại sao em phải cút đi? Chị Linh nghiến răng nghiến lợi nhìn tôi. Bởi vì tao nhìn mày rất ngứa mắt. Vậy thì mày hãy cút đi nơi khác đi. Hãy cút ngay đi. Tôi điên quá hất nước vào người chị ta rồi gào lên. Em không cút đấy. Chị không có quyền đuổi em. Chị Linh bị tôi hất nước vào thì lao vào túm tóc tôi. Và tôi cũng không phải là dạng vừa. Tôi cũng túm lấy tóc của chị ấy. Hai người túm tóc giằng co. Mọi người ở ngoài mới chạy vào can ngăn. Rồi anh chủ quán xuống quát. Tại sao hai đứa lại đánh nhau hả? Đi ra ngoài bàn nói chuyện với anh nhanh. Tôi và chị Linh đầu tóc rối bời hậm hực nhìn nhau rồi đi ra ngoài bàn đối diện với anh chủ quán. Anh chủ quán đập bàn bộp bộp rồi cắt lời. Giờ thì nói lý do tại sao đánh nhau đi. Linh nói trước. Chị Linh khóc rụt rồi. Em bế bát xuống, không may là một ít bọt bắn vào người nó. Thế là nó hất luôn nước vào người em. Anh nhìn đây này, ướt hết áo rồi còn gì. Rồi em nói nó thì nó xông vào đánh em luôn. Em không muốn làm việc ở đây nữa đâu anh ơi. Anh chủ quán lên tiếng động viên chị Linh. Em có bình tĩnh đã, để anh giải quyết cho. Rồi anh chủ quán lại quay sang tôi quát. Sao cô ích kỷ hẹp hòi thế à? Bắn có một tí bọt vào người cô thôi mà cô hành xử như dân trâu bò đầu gấu thế à? Tôi định giải thích thì anh chủ quán gầm lên. Thế giờ cho cô nghỉ việc nhé. Tôi quá chán khi phải nhìn thấy mặt cô rồi. Nhưng mà... Nhưng cái gì? 3 năm liền chỉ mỗi việc rửa bát. Bảo lên bưng bê thì không lên, rồi thì thái độ vùng vàng với khách. Tốt nhất là cô nên nghỉ việc đi. Tôi tức không thể chịu nổi nữa. Tôi hét lên. Nghỉ thì nghỉ, ai nghĩ tôi không dám nghỉ sao? Được rồi, tôi sẽ tính tiền lương cho cô. Cô sẽ được nghỉ ngay bây giờ đây. Nghỉ thì nghỉ chứ, tôi sợ cái gì? Mấy chị ở đó cứ khuyên tôi xin lỗi anh chủ quán và xin lỗi chị Linh. Nhưng tôi không muốn xin lỗi, vì tôi biết anh chủ quán đã muốn cho tôi nghỉ việc từ lâu rồi mà. Cầm tiền lương, tôi chào mọi người rồi đi ra cửa. Chị Linh đang ngồi ăn hoa quả, nhìn tôi cười tự đắc. Mày đã biết giá trị của bản thân mày nó thấp kém như thế nào chưa hả con Mai? Đừng tưởng mình cao sang mà làm bộ chảnh chó nhé. Tôi nắm chặt hai bàn tay lại. Chị im đi. Tao nói đúng mà. Đã là rác rưởi lại tưởng mình là cao sang à? Đáng đời mày chưa? Tôi điên quá cầm luôn cái sạc rác ở gầm bàn úp thẳng lên đầu chị Linh. Chị mới là thứ rác rưởi ấy. Chị Linh vội vàng đẩy cái sọt rác ra, nhưng nó vừa khít cái đầu chị ấy nên chị không tháo ra được. Chị hét lên ầm ĩ. Mọi người phải chạy đến giúp chị ấy tháo sọt rác ra. Tôi thở dài rồi dắt xe đạp ra cổng. Tôi đã thất nghiệp rồi sao? Thôi thì cứ về nhà trọ rồi tính tiếp vậy. Tôi rẽ vào chợ mua một ít cá khô về ăn dần. Vì có thể tôi sẽ chưa tìm được việc ngay nên tôi phải chi tiêu thật tiết kiệm. Mua 2.000 cá khô là ăn dần được gần nửa tháng. Mua 1 cân lạc về giã muối, như vậy là sống qua ngày được rồi. Tối hôm đó Phong lại tới. Lần này anh tới không ngần ngại mà đi thẳng vào bếp hỏi anh đầu bếp. Cô bé tên Mai hôm nay không đi làm à? Dạ, Mai đã thôi việc rồi anh ạ. Sao lại thôi việc thế? Anh đầu bếp ghé vào tay Phong nói nhỏ. Lúc trưa Mai với Linh đánh nhau, anh chủ quán Vinh Ninh nên đuổi việc Mai cho anh Phong ạ. Phong nhăn mặt lại. Thì ra là vậy. Cậu có biết nhà trọ của Mai ở đâu không? Em có. Lần trước xe đạp của Mai bị hỏng, em đã cho Mai đi nhờ rồi về.
để em viết địa chỉ cho anh nha. Ừ, vậy thì anh cảm ơn nhé. Phong cầm lấy tờ giấy, ghi địa chỉ nhà trọ lúc trước bỏ vào trong túi áo rồi đi ra ngoài. Linh thấy Phong thì vội vàng cất tiếng. Anh Phong, anh ăn gì để em vào đầu bếp làm với ạ? Phong không thèm nhìn Linh, vừa đi Phong vừa nói. Cảm ơn, hôm nay anh không ăn gì, anh về đây. Linh vội vàng chạy lại kéo tay Phong. Ờ kìa, anh đứng lại em bảo đã. Phong gạt tay Linh ra rồi cất tiếng. Nhưng mà anh bận rồi. Linh đứng nhìn Phong lái ô tô đi, mà trong lòng cô ta đầy bực tức. Làm gì mà còn không thèm nhìn mình, bực thế đi mất. Tôi tranh thủ ngủ nướng vài hôm cho đã cái mắt, rồi mới tính đi xin việc mới. Tại 3 năm liền làm ở quán không đi đến đâu cả, nên bảo đi tìm một công việc mới lại thấy ngại ngại. Nên tôi quyết định nghỉ ngơi vài hôm. Gạo muối cá khô đã gọn sẵn rồi, nên không cần phải vội làm gì. Tôi khóa chặt cửa rồi đi ngủ. Phòng đã lần mò tới tận khu nhà trọ ổ chuột của tôi. Anh ta gửi xe ở ngoài rồi đi vào khu trọ hỏi thăm và được tới tận phòng của tôi. Phòng gõ cửa làm tôi tỉnh giấc. Ai đấy ạ? À? Là tôi đây. Tôi nào? Tôi là Phong. Cô dậy mở cửa cho tôi đi. Tôi kẽ lẩm bẩm trong miệng. Phong quái nào thế nhỉ? Mình có quen ai tên là Phong đâu nhỉ? Thì cô cứ mở cửa ra là biết mà. Thôi được rồi, chờ một tí. Tôi đứng dậy ra mở cửa. Nhìn thấy Phong thì tôi mới nhận ra. Hóa ra là anh à. Mà anh tìm tôi có việc gì thế? Phong ngó nghiêng vào trong phòng. Tôi vào phòng có được không? Tôi ngáng chân không cho anh ta vào. Không được. Có gì thì nói luôn ở đây đi. Phong lấy sự cuồng cãi lại tôi. Nhưng mà tôi mỏi chân quá. Cô cho tôi vào nhà ngồi một lát có được không? Tôi nói không là không. Anh là gì mà đòi vào phòng của tôi ngồi? Thế có gì mờ ám trong đó mà cô không cho tôi vào được hả? Vì tôi không thích ai vào phòng tôi. Thế thôi. Phong liền đẩy tôi rồi phi vào trong phòng. Tôi mặt tỉnh bơ, điên tiết quá gắt lên. Mà sao anh lì thế nhỉ? Tôi không cho phép anh mà anh cứ cố tình vào là làm sao? Phong cứ tự nhiên như ruồi, tự lấy tay rót nước uống. Cô làm gì mà khó khăn thế? Tôi ngồi chơi một lúc rồi tôi về thôi mà. Tôi ngồi xuống giường không thèm nói nữa. Phong uống nước xong thì nhìn ngó xung quanh. Phòng cô ở chật chội thế, chắc chỉ vài mắt thôi nhỉ? Thì tôi ở một mình, không cần phải rộng. Với lại tiền nào thì của nấy. Thuê nhà to đẹp làm gì? Chắc sẽ không đủ tiền để trả đâu. Vốn ở một mình và mấy năm nay không có ai vào cả, nên tôi hơi bừa bộn. Quần áo chip để luôn ở đầu giường, một cái ở cuối giường. Ở dây góc nhà, quần áo treo lung tung không lần lượt gì cả. Quần chip áo chip còn vắt ngang dây phơi luôn. Rồi dưới nền nhà, móc quần áo cũng rơi chưa thèm cất. Ở gần cửa, có 3 đôi dép không theo hàng theo lối nào cả. Bạn ăn cơm trưa cũng chưa thèm rửa. Cái cảnh sống một mình thì chắc mọi người cũng hiểu phần nào rồi, đúng không? Phòng thấy ngại nên ngồi xuống gãi đầu gãi tai. Tôi cười cười chữ ngực. Anh thông cảm, tôi sống một mình nên hơi bồi bộn, đừng cười tôi nhé. Phòng cũng gật đầu đáp lại. Tôi hiểu mà, tôi sống một mình cũng để thuê người dọn, chứ tôi cũng bừa bộn lắm. Một tháng cũng mất 10 triệu để thuê cô đến dọn nhà đấy. Ôi, lương cao như vậy á? Dọn nhà mà nhiều thế nhỉ? Tôi đi rửa bát 30 ngày mới được có 5 triệu đấy. Mà bây giờ lại bị đuổi rồi. Không biết bây giờ tìm việc mới ở đâu cơ chứ? Thế cô có muốn làm việc ở nhà tôi không? Nếu cô làm thì tôi sẽ trả cô 10 triệu một tháng, nuôi ăn nuôi ở tại chỗ luôn. Tôi nghe thấy vậy thì ngập ngừng. Anh nói thật hay là nói đùa tôi đấy? Ai đùa cô làm gì? Nếu cô biết nấu cơm và dọn dẹp nhà cửa thì đến làm đi. Vì cô dọn nhà cho tôi, cô ấy chỉ dọn thôi mà không biết nấu cơm, nên thành ra tôi đều phải ăn ngoài. Nói thật chứ tôi thèm bữa cơm gia đình lắm. Bảo sao ngày nào cũng thấy anh tới quán ăn là phải. Vậy thì để tôi suy nghĩ một chút đã nhé. Phong cũng gật đầu đáp lại. Ừ, cô cứ nghĩ đi rồi trả lời tôi. Tôi gật đầu rồi bảo, thế giờ anh về đi, có gì ngày mai tôi sẽ trả lời anh. Cô lại đuổi khách rồi. Thì nói chuyện xong rồi, anh không về đi, hay còn định ở lại ăn vạ tôi gì nữa? Đúng lúc đó thì bụng Phong xô lên ủng ục, anh buồn buồn cất tiếng. Nhưng mà tôi đói quá, nhà cô còn cơm không? Trời ơi, tôi ăn cơm với cá khô đấy. Anh nuốt sao được mà đòi ăn cơm nhà tôi? Phong nuốt nước bọt. Tôi ăn được mà. Có gì cô cứ cho tôi ăn đi. Tôi co mày khó chịu. Đến chịu với mấy người nhà giàu các người thôi. Thế rồi tôi vét con bát cơm nguội rồi bật bếp ga,
rán cho anh ta hai con cá khô. Đây, anh ăn thử xem có ăn được không. Mà này, đừng có nôn ra nhà tôi đấy. Anh mà nôn là tôi bắt anh dọn đấy nha. Phong rất hào hứng, anh ta gắp con cá khô đưa lên mũi người người. Mùi này là lạ ấy nhỉ. Thì mùi cá khô như vậy mà, nhưng ăn không chết được đâu. Rồi Phong đưa lên mồm cắn một miếng, rồi lại cảm nhận. Tôi thấy anh ta im im liền cất tiếng hỏi. Khó nuốt lắm à? Thế nhưng Phong liền nhanh ngon lành. Ngon thật đấy, vừa lạ miệng vừa vặn, ăn với cơm rất ngon. Tôi tròn xoe mắt nhìn Phong ăn vèo một phát hết hai con cá. Anh ta hốn hở. Cô rán cho tôi thêm mấy con nữa đi. Người gì mà kiện dịp thế không biết. Tôi vừa rán cá vừa nói. Mỗi bữa tôi rán có hai con thôi. Anh ăn hơi bị tốn đấy nha. Tôi cần phải tiết kiệm để ăn dần đấy. Yên tâm, tôi sẽ đưa tiền cho cô mua vài tạ cá khô. Cô không cần phải lo đâu. Trời đất, tôi ngạc nhiên. Thế nhưng Phong cười rất tươi rồi đáp lại. Bao nhiêu tiền một cân vậy? 100.000 một cân đấy. Ok, tôi sẽ mua cho cô 1 tấn cá khô. Tha hồ mà ăn, không cần phải tiết kiệm đâu. Tôi há mồm kinh ngạc. 1 tấn? Anh tính bắt tôi ăn cá khô 10 năm liền ư? Chưa chắc ăn hết cá thì tôi đã chết rồi. Phong cười ngại ngùng. Thế ư? Tôi cứ tưởng cô ăn cá tốn lắm cơ. Mà sao cô không lại chết? Tôi còn tưởng cô phải sống tầm 50 năm nữa chứ. Sao lại chết sớm như vậy được? Một tí nữa tôi đã bụt miệng nói ra tôi bị bệnh. Nhưng may quá tôi đã kìm lại được. Tôi lừa mắt nhìn anh ta. Nếu anh ăn xong rồi thì về đi. Còn ngồi đấy mà cười tôi được nữa à? Phong ăn xong trông mặt hài lòng lắm. Trước khi về anh ta còn dặn tôi. Bây giờ tôi về đây. Cô suy nghĩ thật kỹ rồi trả lời cho tôi biết nhé. Ừ, tôi biết rồi. Anh cứ về đi. Khi Phong đã về rồi, tôi bê bát đi rửa, rồi lại nằm lên giường suy nghĩ. Hay là mình đến làm giúp việc cho anh ta nhỉ? 10 triệu một tháng cơ đấy. Đây không phải là một số tiền nhỏ đâu. Cuối cùng sau một đêm suy nghĩ, tôi cũng nhận lời Phong về làm việc giúp anh ta. Tôi đã nghĩ tới trường hợp xấu nhất có thể xảy ra. Đó là anh ta lợi dụng vì thấy tôi ngoan ít tiếp xúc với mọi người. Nên anh ta mới tiếp cận và còn trả lương 18 cho tôi nữa. Vì tôi hay đọc báo và trên TV, thấy cái vụ đại gia thành phố đều thích cái quê. Và rồi tôi nghĩ có thể anh ta thuộc trong số đó. Nhưng tôi không hề sợ. Nếu mà anh ta có ý đồ xấu với tôi, thì tôi sẽ nói cho anh ta biết tôi mắc bệnh thế kỷ, để xem anh ta còn dám giở trò với tôi nữa không. Ngày hôm sau, tôi dọn quần áo, rồi Phong tới tận đón tôi đi. Một mình anh ta sống trong một ngôi nhà 5 tầng, khang trang rộng rãi, có sân vườn và có cả bể bơi nữa. Có rất nhiều phòng, nên Phong để tôi tự chọn phòng ngủ của mình. Tôi chọn phòng ở tầng 1 gần nhà ăn cho tiện. Công việc của tôi cũng không nhiều lắm. Sáng dậy đi chợ mua thức ăn, nấu 2 bữa cơm và giặt giũ dọn dẹp. So với công việc rửa bát thì làm ở đây có vẻ nhàn ít hơn. Phòng cũng bận công việc suốt nên chỉ ăn cơm tối ở nhà thôi. Nên tôi cũng chỉ nấu 1 buổi tối thôi. Còn thời gian rảnh tôi vào phòng sách của Phong đọc linh tinh cho đỡ buồn. Từ ngày có người nấu cơm cho ăn nên Phong cũng ít la cả quán xá hơn. Mấy hôm nay không thấy Phong đến, Linh có vẻ sốt ruột, cứ ngóng ra ngóng vào. Cô hỏi anh chủ quán. Đợt này không thấy anh Phong tới quán mình anh nhỉ? Ừ, chắc là nó bận. Đợt này công việc của nó cũng nhiều mà. Anh cho em số của anh Phong đi. Em muốn hỏi anh ấy chuyện này. À, đây, số của nó đây. Thế rồi Linh lưu số của Phong lại. Để tối về cô sẽ gọi điện cho Phong hỏi thăm. Tôi nấu xong dọn ra bàn. Để Phong ăn xong thì tôi mới ăn rồi dọn dẹp luôn. Nhưng Phong không đồng ý. Anh bắt tôi phải ngồi ăn cùng với anh luôn. Anh nói anh không phân biệt chủ tớ gì hết. Miễn sao tôi sống thật lòng với anh là được. Tôi đang ngồi ăn cơm cùng với Phong thì Linh gọi điện đến cho Phong. Alo. Anh Phong đấy à? Em Linh đây ạ. Ủa, Linh ở công ty nào thế? Có mấy hôm anh không tới quán mà anh đã quên em rồi à? Nói tới đây thì Phong mới nhớ ra. À, nhớ rồi. Gọi anh có việc gì không? Tôi ngồi nghe rõ mồn một. Hóa ra là chị Linh ư? Linh lại thỏ thẻ qua tiếng điện thoại. Em hỏi là sao mấy hôm nay anh không đến quán? Em nhớ anh quá. Anh đến đây đi anh. Phong trả lời điện thoại. Mà anh cứ nhìn tôi, làm tôi ăn miếng thịt cũng không trôi. À, đợt này có người nấu cơm cho anh ăn rồi, nên anh không cần phải đi ăn quán nữa. Hôm nào anh rảnh, anh sẽ qua sau nhé. Linh có vẻ tò mò hỏi lại. Ai nấu cơm cho anh ăn vậy? Em có thể biết được không ạ? Là bạn gái của anh.
Linh nghe thế vậy thì sững người. Anh nói cái gì? Anh có bạn gái rồi sao? Ừ, bạn gái của anh cũng đang ngồi cùng ăn với anh đây. Tôi nghe xong liền nhìn ngó xung quanh. Làm gì có ai đâu. Rốt cuộc thì anh ta đang nói ai là bạn gái của anh ta vậy cơ chứ? Thấy tôi ngơ ngác, Phong hỏi giọng rõ to. Sao thế em yêu? Phong hỏi tôi thế, làm tôi đang ăn cơm phụt cả ra ngoài rồi ho sặc sụa. Phong lo lắng cất tiếng hỏi thăm. Mày à, em có sao không? Thôi Linh à, anh có một chút việc bận rồi. Rồi Phong tắt máy luôn. Nhưng ở đầu dây bên kia, Linh vẫn nghe rõ câu. Mày em có sao không? Linh hoang mang. Mày nào thế nhỉ? Cô gái ấy là ai vậy? Anh Phong nói anh ấy đã có bạn gái. Sao mà lại nhanh như vậy? Mấy hôm trước còn chưa có cơ mà. Linh không cam lòng, cô quyết tâm đến tận nhà để tìm Phong. Để tận mắt chứng kiến thì cô mới chấp nhận được. Nhưng lòng chưa kịp tới thì Phong đã rủ tôi đến quán ăn rồi. Mới đầu Phong rủ tôi không đi, nhưng vì nghĩ lại lúc bị Linh sỉ nhục và anh chủ quán coi thường nên tôi ức lắm. Tôi sẽ đến với vai trò là khách hàng để xem cô ta sẽ phản ứng như thế nào khi nhìn thấy tôi. Phong chờ tôi ra ngoài, còn tôi thì lục tung cả ba lô quần áo lên mà tìm không được một cái áo nào mới cả. Phong ở ngoài cất tiếng rủ. Sao lâu thế? Tôi thò cổ ra rồi cất tiếng. Đây rồi, tôi xong rồi, mình đi thôi. Phong thấy tôi mặc một cái áo cộc đã ngả màu liền nhăn mặt lại. Cô không còn cái áo nào mới hơn à? Không, cái này là mới nhất rồi đấy. Vậy thì để tôi đi mua cho cô mấy bộ đồ nhé. Nói rồi Phong đưa tôi vào một xóc quần áo lớn, bảo tôi vào chọn vài bộ quần áo. Chọn cho tôi một chiếc váy trắng để mặc luôn, đi tới quán ăn. Mặc chiếc váy xinh xắn vào, trông người tôi khác hẳn. Tôi nhìn mình trong gương mà còn không nhận ra được. Phong gật đầu ưng ý. Quá tuyệt vời, giờ thì chúng ta đi vào thôi. Tôi thấy mình được Phong trân trọng như một nàng công chúa vậy. Tôi không nghĩ anh ta lại tốt như vậy. Thế mà lúc đầu tôi còn tưởng anh ta là người xấu cơ đấy. Khi tôi và Phong bước vào quán thì anh chủ quán không nhận ra tôi. Phong đấy à? Mấy hôm nay rồi mới thấy cậu tới. À, đây là bạn gái của cậu đây hả? Phong cũng gật đầu đáp lại. Đúng, đây là bạn gái của tôi. Anh chủ quán không tiếc lời khen. Bạn gái của cậu xinh quá. Chúc mừng cậu nha. Thế bao giờ cho chúng tôi ăn cỗi vậy? Phong nháy mắt đáp. Sắp rồi, cậu cứ chuẩn bị tiền mừng đi. Mà cậu không thấy bạn gái của tôi nhìn rất quen sao? Anh chủ quán quay lại nhìn tôi rồi gãi đầu gãi tai. Đây là... Tôi lúc này mới bật cười. Em là Mai đây, anh không nhận ra em à? Anh chủ quán há hốc mồm kinh ngạc. Đây là Mai, Mai Tự Kỳ đấy ư? Dạ vâng, em đây. Anh chủ quán ngạc nhiên vô độ. Muốn hỏi Phong lý do, nhưng vì có tôi ở đây nên anh chủ quán không dám hỏi. Lặng lẽ đi vào bếp dặn dò đầu bếp làm đồ ăn cho chúng tôi. Đồ ăn làm xong, Linh bưng ra cho chúng tôi. Thấy Phong thì cô ta mừng lắm. Nhưng khi thấy Phong đi cùng bạn gái thì mặt cô ta lại sầm sầm lại, mặc dù cô ấy chưa nhận ra tôi. Thấy Linh bê cái bếp lớn ra, tôi cất tiếng hỏi. Chị Linh có khỏe không ạ? Nghe giọng quen quen, Linh mới ngước mắt lên nhìn tôi. Chị là ai vậy? Chị không nhận ra em à? Em là Mai Tự Kỳ đấy ạ. Chị Linh tròn mắt nhìn tôi, rồi nhận ra đúng là tôi. Chị ấy giật mình làm cái bếp rơi vào chân. Thế là rầm một cái, dập mất hai ngón chân. Chị ta hét ầm lên. Tôi vội vàng nhấc cái bếp nướng ra, nhìn hai ngón chân của chị Linh bị dập mà xót xa. Chị Linh khóc nấc lên vì đau. Anh chủ quán vội vàng đưa chị Linh tới bệnh viện gần đó luôn. Lúc anh chủ quán bế chị Linh ra xe, mà chị ấy còn ngoái cổ nhìn lại tôi. Chắc chắn chị ấy không ngờ được là tôi lại thay đổi một cách chóng mặt như vậy. Mặc dù chân đau, nhưng chị ấy vẫn cố gắng hỏi. Anh ơi, nó có phải là con Mai không anh? Đúng rồi đấy, đó là con Mai Tự Kỳ đó. Anh không nghĩ thằng Phong nó lại yêu một người như Mai đâu. Linh sốc lên sốc xuống. Anh chủ quán đưa chị Linh đi viện rồi. Tự dưng tôi lại thấy hơi ngại. Tôi bảo với Phong. Đáng lẽ ra tôi không nên tới đây. Thấy chị Linh bị như vậy, tôi cảm thấy hơi ngại. Phong vẫn bình thản gắp đồ ăn cho tôi rồi cất tiếng nói. Không có gì phải ngại cả. Cô có làm sai chuyện gì đâu. Họ sai vì họ đã coi thường người khác, nên họ phải chịu thôi. Cô nghĩ ít thôi, ăn nhiều vào. Tôi cũng gật đầu đáp lại. Vâng, cảm ơn anh về tất cả nhé. Không cần phải cảm ơn tôi đâu, cô xứng đáng mà. À mà tôi quên mất, vẫn chưa mua cá khô cho cô rồi. Anh lại còn chọc tôi nữa hả? Thì cô thích ăn cá khô rồi còn gì. Nhưng mà giờ tôi không thích ăn cá khô nữa,
Tôi thích ăn thịt cơ. Tôi rất nhiều thịt, cô cứ ăn thịt tôi đi. Phong chọc tôi cười mãi. Dần dần tôi và Phong thân thiết hơn. Phong bắt đầu tò mò và để ý tới tôi. Đến ngày lấy lương, tôi xin về một ngày để đưa tiền cho mẹ, rồi lại lên luôn. Phong ngạc nhiên cất tiếng hỏi. Sao cô lên sớm vậy? Sao không ở nhà chơi với bố mẹ thêm vài hôm rồi hãy lên? Tôi có bắt cô phải lên luôn đâu. Thế nhưng tôi lắc đầu đáp lại. Tôi không quen. Với lại tôi còn lên để cơm nước cho anh nữa chứ. Thì tôi ăn ở ngoài mấy bữa thì làm sao? Mỗi tháng tôi cho cô nghỉ 3 ngày, hoặc năm ngoài về quê để thăm bố mẹ đấy. Tôi gạt đi luôn. Không cần đâu. Thôi tôi vào làm việc đây. Tôi đi luôn xuống bếp để tránh mặt Phong. Phong có vẻ khó hiểu. Anh không biết tại sao tôi lại không muốn về nhà như vậy. Anh nghĩ chắc trước kia cô ấy có chuyện, nên giờ cô ấy mới không muốn về nhà như thế. Nhưng mà rốt cuộc chuyện đó là chuyện gì? Sáng nay tỉnh dậy tôi đi ra ngoài, thì thấy trên bàn ăn đã bày sẵn đồ ăn, và trên bàn còn một bó hoa hồng nữa. Phong đang lúi húi làm đồ ăn, trông anh khá là vụng về trong khoản nấu nướng. Tôi ngạc nhiên cất tiếng hỏi. Anh Phong ơi, nhà mình có khách à? Phong lau mồ hôi trên trán rồi đáp lại. Không có. Thế sao anh chuẩn bị nhiều đồ thế? Vì hôm nay là ngày đặc biệt mà. Tôi vẫn không hiểu gì luôn, hỏi lại. Ngày hôm nay là ngày gì vậy trời? Thế rồi tôi bưng thức ăn ra giúp Phong. Nhiều đồ ăn ngon quá. Nhưng mà hôm nay là ngày gì anh lại đích thân vào bếp như vậy? Cứ ra bàn ăn đi, rồi tôi sẽ nói. Xong Phong đưa một bó hoa đưa cho tôi cầm. Mai à, chúc mừng sinh nhật vui vẻ nhé. Tôi ngạc nhiên, không cất được lên lời. Phong bẹo má tôi. Đến ngày sinh nhật của mình mà cô cũng quên luôn hả? Vậy điều gì mới khiến cô nhớ được? Hôm nay là 20 tháng 5 à? Dạ vâng, đó là ngày cô chào đời đấy. Nào, chúng ta cùng nhau cụng ly để chúc mừng cho cô thêm một tuổi mới, gặp nhiều may mắn hơn nhé. Tôi rưng rưng nước mắt cảm động. Anh làm tôi bất ngờ quá. Từ bé tới giờ, đây là lần đầu tiên có người tổ chức sinh nhật cho tôi đấy. Phong bật cười. Vậy từ nay về sau, tôi sẽ tổ chức sinh nhật cho cô nhé. Vì vui quá nên tôi uống hơi nhiều rượu. Hai má tôi ửng hồng, đôi mắt mơ màng khiến Phong rung động. Anh ta bối rối nhìn tôi. Cô say rồi à? Tôi đã say rồi. Nhưng làm gì có ai say mà nhận rằng mình say đâu. Tôi chưa say. Làm sao mà say được cơ chứ? Nào, chúng ta cạn ly. Uống nốt ly này thôi nhé. Tôi thấy cô cảm giác đã say rồi đấy. Tôi chưa say mà. Người say mới là anh ấy. Được rồi, cô chưa say. Nhưng giờ ăn đi, một lát rồi lại uống tiếp nhé. Tôi nói là phải nghe, không là tôi giận đấy. Tôi và Phong cứ ngồi nhâm nhi tới gần 10 giờ trưa. Tôi thấy chóng mặt quá, nhìn Phong mỗi lúc thành 4-5 người, tôi lải nhải. Anh Phong ơi, hình như tôi say rồi, chóng mặt quá. Phong cũng phê phê, anh gật đầu. Vậy thì cô về phòng nghỉ một giấc đi, tới chiều là sẽ tỉnh thôi. Đi nào. Tôi đi không vững nữa, Phong mới dìu tôi vào. Vừa vào tới giường, anh đỡ tôi ngồi xuống. Cô nằm ngủ đi nhé, tôi lên gác đây. Bởi vì say quá nên tôi lại mất kiểm soát. Tự dưng tôi lại thèm chuyện ấy dã man. Cả người tôi nóng vừng vừng, hai bên ngực cũng cứng lên bất thường. Vì trước kia tôi đã từng làm chuyện ấy, 3 năm nay chưa từng làm một lần nào. Cũng không sao, vậy mà tự dưng nó lại bốc lên ngùn ngụt như thế này là sao nhỉ? Đứng lại. Tôi quát làm Phong giật mình, anh quay lại cất tiếng hỏi tôi. Cô làm gì mà quát tôi vậy? Cần tôi giúp gì sao? Tôi lập tức phanh khúc áo ra. Anh hãy hôn tôi đi. Phong luống cuống khi nhìn thấy hai bầu ngực căng tròn. Anh vội vã quay mặt đi. Cô mặc áo vào đi. Cô đang làm cái trò gì đó không biết. Tôi thấy Phong xấu hổ quay mặt đi, thì tôi lại càng có hứng, khơi dậy. Đứng dậy đi ra trước mặt anh ta. Anh xấu hổ à? Ai thèm xấu hổ cơ chứ. Thế sao anh không dám nhìn tôi? Chẳng xấu hổ là gì. Phong thấy tôi thách thức thì cười đe dọa. Tốt nhất là cô nên đóng cúc áo vào rồi đi ngủ đi. Đừng có khiêu gợi tôi, kẻo chết với tôi đấy. Chẳng qua là tôi không muốn mang tiếng xấu là lợi dụng cô lúc say xỉn thôi. Giờ ngoan ngoãn đi ngủ đi cho tôi nhờ. Tôi liền túm lấy cổ áo Phong và hôn anh ta, hôn lấy hôn để. Phong cứng người ra, anh để tôi nằm xuống giường. Mày à, tôi thích cô. Tôi liền ôm cổ Phong trả lời. Tôi cũng thích anh. Rồi tôi và Phong hôn nhau say đắm. Tôi giật tung cái áo của Phong ra ném xuống đất. Phong đang hứng phấn ôm lấy tôi. Tôi lại kéo quần của Phong. Tôi cảm nhận được ở dưới anh đã cứng rắn lên từ bao giờ.
Tôi cầm tay lắc lắc. Phong bật cười thích thú. Đang cơn cao trào, Phong lột tung quần áo của tôi ra, và tôi cũng không kém, cũng lột sạch quần áo của anh. Phong bắt đầu hôn tôi, hôn từ môi xuống cổ, rồi xuống ngực. Cả người tôi tê cứng lại, tôi đã sẵn sàng nhập cuộc rồi. Phong bắt đầu mân mê ngay chỗ đó của tôi, rồi từ từ giang hai chân tôi ra. Phong háo hức lâm trận. Chuẩn bị tiến vào trong tôi, thì tôi sực nhớ ra bệnh của mình, tôi hét lên. Khoan đã. Phong ngạc nhiên cất tiếng hỏi lại. Sao thế em? Tôi giật chân đạp một phát, Phong bay từ trên giường xuống đất. Phong đau quá nhăn nhó, cũng xẹp xuống ỉu xìu và ngoẹo cổ sang một bên. Anh nằm sóng xoài trên sàn nhà, Phong lắp bắp. Chuyện gì thế này, động đất à? Tôi vội mặc quần áo vào. Phong vừa ngóc đầu lên, tôi đã ném một bộ quần áo vào người Phong, vào mặt Phong. Anh cũng mau mặc quần áo vào đi, tí nữa là anh chết đòn rồi đấy. Cô nói đúng, cái lưng của tôi nó sắp gãy rồi đây này. Mà tôi cũng chưa hiểu tại sao cô lại bất ngờ thay đổi quyết định ở phút chót như thế. Tôi gãi đầu, chưa biết phải nói thế nào để cho Phong hiểu cả. Thực ra là tôi cũng muốn tốt cho anh thôi. Thật sự xin lỗi vì tôi hành xử hồ đồ như vậy. Lần sau tôi sẽ cố gắng kiềm chế. Phong bỏ dậy, trông anh ta bị đau lưng và lòng con như ông già vậy. Tôi cảm thấy áy náy quá. Anh Phong à, tôi xin lỗi nha. Phong nhìn tôi mặt méo xệch. Thôi, không cần phải xin lỗi đâu. Giờ cô có cho, tôi cũng không thể làm ăn được gì nữa rồi. Ôi cái lưng tôi, đau quá. Phong lòng con đi ra ngoài nằm im ở ghế sofa. Tôi đóng cửa và lên giường làm một giấc tới tối. Tối tỉnh dậy tôi không nhớ gì hết. Tôi đi ra ngoài thì thấy Phong đang dọn một bàn ăn lúc sáng. Ai cứ để đó tôi dọn cho. Tôi cảm ơn anh về bữa ăn nhé. Phong nhìn tôi đầy dò xét. Cô không nhớ gì à? Nhớ gì ạ? Phong bật cười. May quá, không nhớ là tốt rồi. Thôi, để tôi dọn bàn cùng cô cho nhanh rồi chúng ta ra ngoài ăn nhé. Dạ vâng. Phong nhìn tôi, anh ta nghĩ trong bụng. May quá là cô ấy không nhớ. Nếu không mình thấy mất mặt lắm. Ai lại ỉu xìu xìu trước mặt cô ấy như vậy cơ chứ. Thế rồi chúng tôi đi ăn tối. Phong suy nghĩ một hồi rồi quyết định hỏi tôi. Này, chuyện lúc sáng cô nói với tôi là thật chứ? Tôi nói với anh chuyện gì vậy? Thì lúc ở trong phòng ấy, cô không nhớ à? Tôi gãi đầu gãi tai. Tôi không nhớ, anh nhắc cho tôi nhớ đi. Lúc sáng này cô bảo cô thích tôi ấy, là thật chứ? Tôi muốn hỏi lại cho chắc ấy mà. Tôi thản nhiên đáp lại. Trời ạ, tôi say nên nói linh tinh thôi. Tôi không thích anh đâu, đừng có dại mà tin lời tôi nói khi say nhé. Anh hãy tỉnh táo lại đi. Phòng nghe thấy vậy thì thần mặt ra, tôi lại chẹp chẹp miệng. Tôi uống say hay nói linh tinh, để anh phải suy nghĩ rồi. Xin lỗi anh nhiều nhé. Từ lúc đó trở đi, mặt Phong lúc nào cũng buồn buồn. Còn tôi thì lại thấy ngại với Phong quá, và mong chuyện này sẽ nhanh qua đi, để tôi và Phong không còn phải bận lòng nữa. Càng ngày, Phong càng thích tôi ra mặt. Anh còn nói thẳng với tôi là anh thích tôi. Nhưng tôi vẫn luôn tìm cách né tránh anh, bởi vì tôi sợ bị bệnh như thế này sẽ lây sang cho anh. Thế nên dù có thích đến mấy, tôi cũng không dám yêu ai cả. Tôi chỉ nên ở một mình mà thôi. Hôm nay Phong đi làm về, anh nói với tôi. Mẹ tôi sắp về nước rồi. Cô sẽ không phải buồn vì ở nhà một mình nữa nhé. Thế ạ? Mẹ anh về chắc là anh vui lắm phải không? Ừ, tôi vui lắm. Tôi đã sống xa mẹ 5 năm rồi cơ mà. Mẹ tôi nói lần này bà sẽ ở đây luôn với tôi, sẽ không đi sang Mỹ nữa. Tôi nghe thấy vậy thì bật cười. Vậy thì chúc mừng anh nhé. Anh sắp được đoàn tụ với mẹ rồi. Phong nở ra một nụ cười mãn nguyện đáp lại. Đối với tôi thì niềm hạnh phúc lớn nhất là được sống cùng với mẹ và cô. Cô có hiểu tôi nói gì không? Tôi liền lẩn tránh xuống bếp để tránh đi ánh mắt của Phong đang nhìn mình. Cả đêm đó tôi mất ngủ, tôi lặng lẽ khóc. Ông trời ơi, liệu người có thể cho con có một cuộc sống hạnh phúc được không? Tôi thầm hỏi. Tôi cứ càng ngày càng né tránh Phong, thì Phong lại càng tiến gần tôi hơn. Thấy thái độ của tôi là lạ, nên Phong đã nghi ngờ, và anh ta tìm về tận nhà tôi ở quê để tìm hiểu. Sáng sớm tôi dậy, đã thấy Phong chuẩn bị đi rồi. Tôi cất tiếng hỏi. Anh dậy đi làm sớm vậy ư? Hôm nay anh đi có việc, chắc tối mới về. Em cứ ở nhà ăn cơm trước đi nhé. Anh không về ăn cơm mà ăn ở ngoài à? Phong mặt tỉnh đơ đáp lại. Hôm nay anh về quê ra mắt bố mẹ vợ tương lai, nên phải ăn cơm ở đó chứ. À,
Theo em thì ngày đầu tiên về ra mắt anh nên mua gì để biếu bố mẹ nhỉ? Tôi tròn mắt ngạc nhiên. Anh nói gì cơ? Anh về ra mắt nhà người yêu á? Ừ, đúng rồi. Tôi tự nhiên cảm thấy buồn kinh khủng, nước mắt sắp trào ra. Vừa hôm trước anh còn tán tỉnh tôi, vậy mà hôm nay lại nói về ra mắt nhà bạn gái. Sao lại nhanh như vậy? Hóa ra bấy lâu nay anh coi tôi là một trò chơi của anh ư? Tôi thấy tủi thân lắm, im lặng không nói gì. Phong lại cất tiếng hỏi. Sao anh đang hỏi em mà em không trả lời? Anh muốn hỏi gì? Anh muốn hỏi em là hôm nay anh về nhà ra mắt bạn gái, thì anh nên mua gì để biếu họ bây giờ? Tôi đang sẵn cơn bực tức trong lòng nên nói lớn. Anh không cần phải mua gì hết, cứ biếu tiền là xong. Phong gãi đầu gãi tai. Thật à? Vâng, giờ ai mà chẳng thích tiền. Phong gật đầu. Em nói cũng có lý đấy. Vậy để anh mang tiền về biếu họ vậy. Tôi vùng vằng khó chịu. Thế mà anh nói thích em, đụng một cái về ra mắt nhà người yêu. Đúng là đời chẳng tin ai được anh Phong nhỉ. Phong nghe thấy tôi nói như vậy thì bật cười. Này, em đang ghen đấy à? Lúc anh tỏ tình thì còn kêu không nhận lời, giờ anh có người yêu mới thì lại làm bộ giận dỗi. Em thích anh rồi phải không? Tôi liền quay sang đá vào chân anh một phát. Ai thèm thích anh mà ghen với chẳng không ghen. Anh đừng có mà mơ. Phong bật cười. Thôi được rồi, vậy anh về quê ra mắt nhà người yêu đây. Vậy thì anh đi đi, coi chừng chó nó đuổi, cắn cho què chân đấy. Ở quê nuôi nhiều chó lắm đấy. Phong vừa đi vừa cười. Công chúa ngốc của tôi ơi, hôm nay tôi về nhà cô đấy, để xem cô còn giận dỗi được nữa không. Phong lái xe đi rồi mà tôi vẫn đứng ngay ra đó. Tôi buồn lắm. Hóa ra bấy lâu nay anh chỉ trêu đuổi tôi thôi. Anh ấy đã có người yêu. Tôi lau nước mắt rồi tự nhủ, mình phải chúc mừng anh ấy. Mình không xứng với anh ấy nên phải để người con gái khác đối tốt với anh ấy, chăm sóc anh ấy. Nói thì nói như vậy thôi, nhưng mà tôi vẫn thấy buồn lắm, nước mắt cứ chảy ra không ngừng. Sau một hồi hỏi thăm thì Phong cũng tìm đến làng của tôi. Anh hỏi bác tạp hóa ở đầu làng và cho bác ấy xem ảnh trong điện thoại của anh. Bác ấy đã nhận ra ngay. Ờ, đây là con Mai, nhà anh Công mà. Nhà nó ở giữa làng gần cây gạo. Cậu Kỳ đi thẳng đến ngã ba rẽ trái là nhìn thấy một cây gạo to. Nhà nó ở đối diện luôn đó. Phong mực quá, nói lời cảm ơn bác. Dạ vâng, cháu cảm ơn bác nhé. Bác ấy tò mò hỏi lại. Nhưng mà cậu là ai mà tìm nó thế? Nó làm gì có nhà đâu. Nó bỏ đi đâu mấy năm nay rồi cơ mà. Dạ, cháu là bạn trai của Mai ạ. Bà ấy trố mắt kinh ngạc. Cậu đùa đấy à? Con Mai nó bị sida mà. À mà đi yêu một đứa mắc bệnh sida cho nó cơ chứ. Phong kẽ nhăn mặt lại. Bác đang đùa cháu có phải không ạ? Tôi đùa cậu làm gì? Vì nó bị sida nên nó mới bỏ đi đấy. Lúc nó ở nhà, dân làng kỳ thị nó lắm. Nó không chịu được mới bỏ đi nhà đi mà. Phong thấy hoang mang, tim anh đập thình thịch. Sao lại như thế? Cháu không tin đâu. Bác nói dối cháu có phải không bác? Trời ạ, tôi nói dối cậu làm gì? Trước còn đi học, nó ăn chơi hư hỏng lắm. Tí tuổi đã yêu đương nhăng nhít, còn bỏ nhà đi theo người yêu nữa. Sau đó người yêu nó chết vì sốc thuốc và còn bị sida nữa. Bây giờ lấy sang cho nó rồi, nên giờ nó không dám về quê sống đâu. Không tin thì cậu đi hỏi mọi người trong làng đi, ai cũng biết cả mà. Phòng sốc lắm, anh ngồi im lặng một lúc lâu. Suy nghĩ một hồi, anh vẫn quyết định đi về tìm nhà Mai. Phòng lái xe tới cổng nhà Mai rồi đi vào gọi lớn. Có ai ở nhà không ạ? Con chó vàng ở trong nhà lao ra. Phong hoảng quá bỏ chạy, nhưng con chó vàng lại rất hung dữ nên nó đuổi Phong theo tít ra ngoài đường. Phong càng chạy thì nó càng đuổi. Bố Mai trong nhà đi ra, thấy xe ô tô đỗ ở đó mà không thấy ai cả. Ông ra ngoài đường ngó nghiêng thì thấy từ xa Phong chạy tới vừa kêu cứu. Bác ơi, cứu cháu với. Bố Mai liền quát. Vàng, thôi đi. Con chó vàng thôi không đuổi nữa, nhưng nó vẫn nhe răng ra giả để khiến Phong sợ khiếp vía. Chó nhà bác dữ quá, nó đuổi cháu chạy lòng vòng mệt quá đi bác à. Bố Ngài trông thấy vậy thì bật cười. Nó chỉ đuổi thế thôi, chứ nó chưa cắn ai bao giờ cả. Mà cậu tới tìm ai vậy? Phong lấy lại tinh thần rồi khẽ nói. Dạ, cháu là bạn của Mai ở trên thành phố về thăm hai bác ạ. Ôi, quý hóa quá, cậu mau vào nhà đi. Vào nhà, bố Mai đi rót nước pha trà.
Phong ngồi xuống, sợ con chó vàng đứng ngoài thềm mà nhìn Phong gầm gừ. Phong sợ không dám nhúc nhích, anh khẽ lẩm bẩm: mày cứ gầm gừ tao đi, đến lúc nữa tao lấy Mai về làm vợ rồi, tao sẽ bảo bố vợ mày thịt mày phải hầm rượu, mày cứ gầm gừ đi nhé. Mẹ Mai vừa đi làm đồng về tới, bố Mai liền cất tiếng gọi: bà ơi, Mai không về nấu cơm đi, hôm nay có khách ở trên thành phố tới chơi đấy. Mẹ Mai bỏ cái nón ra: ai thế hả ông? Bạn cái Mai nhà mình. Mẹ Mai vào nhìn thấy Phong thì mừng lắm, cất tiếng hỏi han: dạ cháu chào bác ạ. Chào cháu. Thế cái Mai nó không về cùng cháu à? Dạ Mai đợt này cũng bận lắm, nên hôm nay cháu về thăm hai bác một mình thôi ạ. Rồi Phong lấy hai cái phong bì tiền dày cộm ra lễ phép đưa cho bố Mai. Dạ Mai có gửi về đưa hai bác, cháu cũng không biết mua gì, nên có một chút lòng thành để hai bác mua quà, mong hai bác nhận cho cháu vui ạ. Mẹ Mai cầm hai cái phong bì dày cộp rồi cất tiếng nói: vừa tháng trước cái Mai nó đã mang tiền về cho bác rồi mà, sao lắm tiền thế hả cháu? Rốt cuộc nó làm gì mà lắm tiền thế? Phong chém gió tơi bời luôn: dạ Mai làm quản lý nhà hàng của cháu ạ. Sao? Quản lý của cháu ư? À Mai đang làm quản lý ở công ty của cháu, cháu nói nhầm, nên hai bác cứ yên tâm đi ạ. Bố mẹ Mai ngại không dám nhận tiền của Phong nên cứ từ chối. Phong phải năn nỉ mãi họ mới nhận. Về quê bố mẹ Mai thân thiện quý người nên Phong cảm thấy rất thoải mái. Anh còn xung phong ra vườn vồ gà để cho mẹ Mai thịt nữa. Ăn cơm trưa xong, Phong và bố mẹ Mai ngồi nói chuyện thẳng thắn với nhau. Phong lấy hết can đảm để cất tiếng hỏi: cháu nghe mọi người nói rất nhiều về Mai, còn nói là cô ấy bị mắc bệnh thế kỷ nữa. Chuyện đó có phải thật không bác? Mẹ Mai thì buồn buồn quay mặt đi, còn bố Mai thì cất tiếng thở dài: đó cũng là vấn đề mà chúng tôi trăn trở mấy năm nay, và cái Mai nó cũng đã vì chuyện đó mà quá khổ rồi. Khi nhắc lại chuyện buồn, mẹ Mai lại rơi nước mắt, bà ngậm ngùi kể tiếp: chỉ vì một phút bồng bột của tuổi trẻ mà nó đã trải một cái giá quá đắt. Tôi làm mẹ nó mà không thể giúp gì được cho nó, thật sự tôi đau lòng lắm. Phong cất tiếng động viên bố mẹ Mai: thôi hai bác đừng buồn nữa. Thế ngày đó Mai xét nghiệm máu ở bệnh viện nào à? Tôi bảo đưa nó đi thì nó lại bỏ lên thành phố. Chắc nó làm xét nghiệm ở trên thành phố luôn rồi. Lần nào về hỏi nó cũng lảng đi, nên chúng tôi cũng không dám hỏi nhiều vì sợ nó buồn. Vâng, thôi hai bác hãy vui vẻ lạc quan lên, như thế Mai mới yên tâm được. Hai bác cứ yên tâm đi, cháu sẽ chăm sóc Mai thật tốt ạ. Ngồi nói chuyện với bố mẹ Mai một hồi lâu nữa, Phong mới trở lại thành phố. Phong buồn nhưng anh cũng vẫn chưa hoàn toàn tin. Anh sẽ đích thân đưa Mai đi xét nghiệm, và anh sẽ tận mắt đọc kết quả thì anh mới tin vào sự thật đó. Hôm nay tôi buồn nên chẳng có tâm trạng dọn nhà. Quần áo của Phong tôi cũng chưa giặt. Tôi nằm chán chê mới đứng dậy mang quần áo của Phong ra đi giặt. Như mọi khi là những chiếc áo sơ mi trắng của Phong, tôi cẩn thận vò bằng tay. Nhưng mà hôm nay tôi thấy bực bội lắm. Tôi trút giận lên cái áo, ném nó vào chậu xả nước rồi đổ nước giặt vào. Tôi không thèm vò bằng tay mà tôi cho chân vào dẫm dẫm. Vừa dẫm tôi vừa lầm bầm: này thì quá đáng này, dám lừa gạt tôi dẫm cho anh chết đi. Phong về nhà không tìm thấy tôi, nghe thấy tiếng lầm bầm trong nhà tắm. Anh ngó vào thì thấy tôi đang dẫm chân để giặt quần áo. Anh ta vội cất tiếng: trời ơi, đây là cách em giặt quần áo đó à? Tôi liền bước ra rồi gãi đầu gãi tai: anh về rồi à? Em cứ tưởng tối anh mới về cơ. Thế nào, hôm nay về ra mắt nhà người yêu có vui không ạ? Phong kẽ gật đầu đáp lại: có, rất vui. Nhưng mà anh bị chó đuổi gần chết, sợ thế. Tôi nghe thấy vậy thì khẽ bật cười: chả đáng đời anh đi, thế mà chó nó không cắn cho anh mất luôn cái chân đi nhờ. Em đang ghen đấy à? Này, em không thèm ghen nhé. Nhưng mà dù sao cũng chúc mừng anh, chúc mừng anh mãi luôn hạnh phúc. Phong bật cười: giặt xong chúng mình đi ăn nhé, anh đói rồi. Tôi phơi quần áo xong, nhưng tôi giận dỗi nên không muốn đi ăn cùng với Phong nữa. Tôi đi vào phòng đóng cửa lại. Phong đứng trước cửa phòng gọi lớn: Mai ơi, em xong chưa? Mình đi ăn không muộn rồi. Em không ăn đâu, anh cứ đi một mình đi. Em sao thế? Dậy đi ăn với anh mau lên. Em đã bảo là em không ăn. Anh mà rủ bạn gái anh đi ăn đi, cứ rủ em làm gì hả? Phong nghe thấy vậy thì lại cất tiếng trêu: nhưng mà
bạn gái anh ở quê mất rồi. Em đi cùng anh đi mà. Tôi bực người quá nên bật người ngồi dậy rồi gắt lên. Hóa ra là người yêu anh ở quê nên anh mới rủ em có đúng không? Anh lôi em ra làm trò đùa của anh có đúng không? Phòng thấy tôi giận thì bật cười. Tôi điên máu quá hét lên. Ai lại còn cười được à? Đúng là đủ khốn. Nói rồi tôi đóng sầm cửa lại, bật khóc ấm ức. Tiếng Phong ở bên ngoài nhẹ nhàng an ủi. Mẹ em gửi cho em hai con gà đấy. Anh để ở dưới bếp, em xuống mà xem. Tôi ngớ người ra. Mẹ tôi gửi gà lên cho tôi ư? Chẳng lẽ hôm nay anh ta về nhà tôi ư? Rốt cuộc là như thế nào? Tôi nửa vui nửa buồn, cảm xúc có tả. Tôi liền mở cửa và chạy xuống bếp. Thấy cái lồng gà ở trong lồng có hai con. Nếu như đúng là Phong về nhà tôi, vậy là anh ấy đã biết hết mọi chuyện rồi ư? Anh ấy đã biết tôi mắc canh bệnh thế kỷ và biết luôn cái quá khứ không ra gì của tôi rồi sao? Phong đứng ở phía sau từ bao giờ cất tiếng. Con chó vàng nhà em giữ thật đấy. Sau này anh sẽ bảo bố làm thịt nó đi nhắm rượu. Tôi lặng người trước câu nói của Phong. Thấy tôi ngại ngùng cúi mặt xuống, anh cất tiếng bảo. Em ngẩng mặt lên anh xem nào. Tại sao phải cúi mặt xuống thế? Tôi cố kìm nén cảm xúc, nhưng nước mắt cứ tuôn rơi không ngừng. Anh lau nước mắt cho tôi rồi nói. Em đừng khóc nữa. Hãy dựa vào vai anh. Anh sẽ che chở và bảo vệ cho em. Tôi dựa vào vai anh rồi bật khóc nức nở. Anh ơi, em cũng thương anh nhiều lắm. Em muốn ở bên anh nhưng mà... Nhưng mà em bị bệnh chứ gì? Ừ, anh biết hết rồi có phải không? Em xin lỗi. Em cũng muốn mình được hạnh phúc. Nhưng mà... Phong không nói gì, quay sang ôm chặt lấy tôi, rồi hôn vào má tôi. Chuyện gì cũng có cách giải quyết mà. Đầy người như em, họ vẫn sống hạnh phúc đàng hoàng đó thôi. Anh sẽ không bao giờ rời xa em đâu. Hãy tin anh đi. Tôi ngẩng mặt lên nhìn anh. Anh không sợ em sao? Em bị HIV đó. Em bị mắc bệnh thế kỷ đó anh à. Thế kỷ thì sao? Anh không sợ. Anh chỉ sợ em không muốn cùng anh cố gắng thôi. Còn mọi chuyện anh có thể lo được hết mà. Anh nói thật không? Anh nói thật. Nên từ giờ em cứ yên tâm mà ở bên cạnh anh. Nghe chưa hả đúng không? Tôi gục đầu vào vai anh, gật đầu. Tuy nói vậy, nhưng tôi biết trong lòng anh cũng buồn không kém tôi đâu. Nhưng tôi không biết phải làm thế nào nữa. Thôi thì mặc kệ duyên số vậy. Tối hôm đó Phong ôm tôi đi ngủ. Hai đứa cả đêm cứ ôm nhau ngủ mà không hề làm gì cả. Chỉ ôm và hôn thôi, cũng đủ làm cho hai trái tim cảm thấy hạnh phúc rồi. Mặc kệ cho ngày mai, mọi chuyện có ra sao thì ra. Sáng sớm tôi vừa mới chợp mắt được một lát, thì Phong đã lôi cổ tôi dậy rồi. Tôi cứ nhắm tịt mắt lại, thì anh bế tôi vào nhà tắm, lấy khăn mặt lau cho tôi tỉnh lại, rồi bế tôi xuống nhà. Anh bảo em xuống đi, sao cứ vác em đi lòng vòng thế? Em mở mắt ra cho tỉnh đi, rồi theo anh tới bệnh viện. Tôi nghe thấy vậy thì tỉnh càng ngủ. Tới bệnh viện để làm gì ạ? Anh đưa em đi xét nghiệm. Anh muốn tận mắt đọc được tờ giấy kết quả xét nghiệm thì anh mới tin. Tôi sợ hãi quá. Em không đi đâu, em sợ lắm. Em không có gì phải sợ cả. Mình phải đối mặt với sự thật thôi mà. Không, anh được bắt em đi mà. Em xin anh đấy, em sợ lắm. Em bình tĩnh nghe anh nói này. Mình phải đối mặt với sự thật để còn tìm ra hướng giải quyết nữa chứ. Đừng sợ, dù có như thế nào anh sẽ luôn ở bên em. Cuối cùng không còn cách nào khác là tôi và Phong phải tới bệnh viện để làm xét nghiệm. Tôi vì sợ quá nên cứ ngồi im, người run lên bần bật. Phong quay sang nắm chặt lấy tay tôi. Mình ra ngoài uống nước rồi quay lại lấy kết quả nhé. Tôi gật đầu rồi lặng lẽ đi theo Phong. Hồn phách tôi cứ lơ lửng trên 9 tầng mây. Hơn một tiếng sau, bác sĩ gọi cho Phong là xét nghiệm đã xong. Phong rủ tôi đi vào lấy kết quả, nhưng tôi sợ không dám đi nên ngồi ở một quán đợi Phong đi. Phong thì hồi hộp và vô cùng hy vọng, còn tôi lại sợ vàng mắt ra, ngồi mà người cứ run lên bần bật. Tôi đang suy nghĩ linh tinh thì Phong đặt bàn tay lên vai tôi. Mình về thôi em. Tôi như bừng tỉnh, cất tiếng hỏi anh. Anh về rồi à? Kết quả như thế nào? Cứ về nhà đi rồi nói. Thấy vẻ mặt của Phong nghiêm trọng lắm, tôi nghĩ bụng thế là đúng rồi. Tôi đã bị nhiễm HIV thật rồi, nên mặt của Phong mới buồn như vậy. Thế là hết thật rồi. Đó là cái giá phải trả cho sự nông nỗi của tôi. Bây giờ thì tôi biết than ai, trách ai đấy cơ chứ. Tôi thở dài thườn thượt. Cả đoạn đường về tôi không nói một câu gì.
Còn Phong thì thỉnh thoảng lại liếc mắt xuống nhìn tôi, nhưng vẻ mặt của anh vẫn nghiêm trọng như lúc vừa mới đi xét nghiệm vậy. Cuối cùng về tới nhà, tôi bước xuống mà lòng nặng trĩu. Phong hỏi, em làm gì mà buồn bã thế? Kể lên một cái xem nào. Tôi không nói gì, lặng lẽ bước vào trong nhà. Phong kéo tay tôi lại. Giờ anh hỏi, còn không thèm trả lời nữa à? Tôi lại tiếp tục thở dài. Phong liền vác tôi lên vai và đi thật nhanh vào phòng. Tôi không hiểu chuyện gì luôn. Tôi lấy tay đập đập vào lưng anh. Sao anh lại vác em lên như thế này? Đặt em xuống để em còn đi chợ nấu cơm nữa. Phong vỗ bộp bộp vào mông tôi. Giờ này không phải là giờ đi chợ nấu cơm. Thế không nấu cơm thì làm gì? Mình chơi trò vợ chồng đi. Lần này thì em chết với anh. Để xem anh trừng phạt em như thế nào. Sao anh lại trừng phạt em? Em có làm gì sai đâu nhỉ? Phong đặt tôi xuống giường, rồi anh cởi áo của anh ra trước mặt tôi. Bởi vì em dám lừa anh. 3 lần xét nghiệm, kết quả đều âm tính hết. Vậy mà em dám nói em bị nhiễm HIV ư? Em đã biết anh lo lắng như thế nào không hả? Tôi há hốc mồm kinh ngạc. Anh nói thật không? Thật. Em không bị bệnh gì hết. Mà em chỉ bệnh giờ hơi thôi mai à? Tôi mừng rơi nước mắt, lắp ba lắp bắp hỏi lại. Trời ơi! Đó là sự thật có đúng không? Anh ơi, em vui mừng quá. Phong cởi hết đồ ra, rồi lên giường hôn tôi. Để xem anh trừng phạt em như thế nào đấy. Tôi nháy mắt. Chưa biết ai trừng phạt ai đâu nhé, anh yêu à? Tôi lật kèo cho Phong nằm dưới, nhìn Phong rồi liếm mép. Chồng anh hấp dẫn lắm, Phong ạ. Phong lấy hai tay che ngực, vẻ mặt cực kỳ ngây thơ. Em tính làm gì anh thế? Tất nhiên là ăn thịt anh rồi. Phong thấy tôi cuồng nhiệt quá, anh thích thú lắm, liền nhắm mắt lại rồi cất tiếng nói. Anh là của em đấy, em muốn làm gì thì làm đi. Tôi cắn nhẹ vào tai Phong. Thế thì anh xác định đi, hôm nay em cho anh chống gậy luôn. Được rồi, anh sẽ chờ xem em làm được những gì nào. Tôi bắt đầu hôn Phong, còn Phong thì nhắm mắt lại vào ung dung hưởng thụ. Mọi thứ đã sẵn sàng thì tiếng chuông ngoài cổng vang lên từng hồi. Ai vậy nhỉ? Tôi cất tiếng hỏi. Phong mở mắt ra. Kệ đi, mình bắt đầu thôi em yêu. Nhưng mà tiếng chuông vẫn vang lên không ngừng. Không ổn rồi, mình phải dậy xem ai đi. Nếu không chắc người ta bấm chuông tới lúc hỏng rồi mới thôi đấy. Đang kiểu cái lúc cao trào lại có người phá hỏng, làm Phong mất hứng, anh lẩm bẩm. Ai mà vô duyên thế không biết, sao lại tới với cái lúc này cơ chứ. Phong đứng dậy mà tiếc hồi hồi. Anh mặc quần áo vào rồi đi ra. Tôi mất hứng nên cũng mặc quần áo và đi ra theo Phong. Phong mặt hầm hầm đi ra cổng, mở cửa. Ai đấy? Định bấm chuông cho nhà người ta hỏng luôn đấy à? Thế nhưng vừa mở cửa ra thì Phong lại lắp bắp. Mẹ. Mẹ Phong ngạc nhiên cười. Ngạc nhiên chưa? Phong thấy mẹ về thì vui mừng. Mẹ à, sao mẹ về mà không nói con ra sân bay đón đấy à? Mẹ muốn làm cho con bất ngờ mà. Nói trước thì còn gì vui nữa cơ chứ. Em chào anh Phong. Phong quay lại nhìn thấy một cô gái lai Tây, mắt xanh tóc vàng đi cùng với mẹ mình cất tiếng chào. Anh ngơ ngác hỏi. Ai vậy mẹ? À, để mẹ giới thiệu cho. Đây là Linda, con bé ở cùng chung cư với mẹ. Đợt này rảnh rỗi nên mẹ rủ con bé về đây chơi luôn. Chào Linda. Linda sống ở phương Tây nên rất cởi mở. Cô ôm Phong một cái để chào hỏi và cô nói tiếng Việt cũng rất thành thạo. Em nghe bác kể về anh rất nhiều đấy. Hôm nay mới được gặp anh. Anh đẹp trai hơn trong ảnh rất nhiều ạ. Phong bật cười. Thôi, mình vào trong nhà đi mẹ. Vào nhà rồi nói chuyện ạ. Mẹ Phong vừa đi vừa cất tiếng hỏi. Con mặc áo mà con không thấy gì lạ à Phong? Lạ gì hả mẹ? Con đang mặc áo trái đó. Phong mới nhìn lại áo của mình thì đúng là trái thật. Anh liền cất tiếng cười xì. À, chắc là con vội quá nên không để ý à. Vào trong nhà, Phong cất tiếng gọi. Mày ơi, ra đây anh bảo này. Tôi vừa cất tiếng đi ra thì mẹ anh về tới nên cảm thấy bất ngờ lắm. Nhưng cô gái đi cùng với mẹ anh ấy là ai? Và cô ấy về đây chơi hay là có mục đích gì khác? Tôi vô cùng thắc mắc nhưng vẫn cúi đầu chào. Dạ, con chào bác ạ. Mẹ Phong ngạc nhiên quay sang hỏi Phong. Ai đây hả Phong? Phong đang định giới thiệu thì tôi nói luôn. Dạ, cháu tên là Mai. Cháu là giúp việc của nhà mình ạ. Mẹ Phong gật đầu. Chào cháu. Rồi Phong, mẹ cùng với chị Linda ngồi nói chuyện rôm rả. Còn tôi thì xuống bếp nấu cơm, làm thịt con gà,
mà hôm trước mẹ tôi gửi lên cho tôi. Tôi nấu nướng xong rồi thì chị Linda đi xuống nhìn tôi hỏi trống không. Nấu cơm xong chưa? Dạ xong rồi chị. Rồi Linda nói cái giọng bà chủ sai tôi. Thế gì dọn ra đi, tôi đói rồi. Dạ vâng, để em dọn ra. Linda lên phòng gọi Phong và mẹ xuống ăn cơm. Tôi cũng vui vẻ ngồi vào bàn, thì Linda nhìn tôi. Cô cũng ngồi ăn cùng với chủ nhà sao? Phong có vẻ có chứ. Đúng, Mai sẽ ngồi ăn cùng với chúng ta. Mẹ Phong nghe thấy vậy thì lên tiếng phản đối ngay. Sao giúp việc lại ngồi ăn cùng với chủ được? Không ra thể thống gì hết. Giúp việc thì phải ăn sau chứ. Tôi nghe thấy vậy thì liền đứng dậy. Dạ, cháu xin lỗi. Cháu sẽ ăn sau ạ. Phong kéo tay tôi lại. Em ngồi xuống đi. Rồi Phong quay sang nói chuyện với mẹ. Từ trước tới giờ cô ấy vẫn ngồi ăn cùng với con. Mẹ suy nghĩ thoáng lên một chút đi ạ. Đừng có phân biệt chủ tớ nhiều quá như thế. Mẹ Phong và chị Linda không hài lòng. Nhưng vì Phong đã quyết định như vậy rồi nên đành phải chấp nhận. Tôi ngồi ăn mà nuốt không trôi. Tôi thấy căng thẳng quá. Mẹ Phong nhìn tôi với ánh mắt đầy nghi ngờ. Còn chị Linda thì cứ nhìn về Phong liếc mắt đưa tình. Rồi chị ấy lại quay sang tôi. Anh Phong có vẻ tốt bụng với giúp việc nhỉ? Trên đời được mấy ai như anh đâu. Vừa đẹp trai lại vừa tốt bụng. Em ngưỡng mộ anh quá đi. Phong không nói gì. Tôi ngồi ăn cơm mà căng cả mồ hôi ra. Rồi mẹ Phong kể cho chị Linda nghe về những chuyện vui của Phong lúc nhỏ, khiến Phong và chị Linda cười không ngớt. Tôi cảm thấy mình như một người thừa vậy. Sau khi ăn cơm xong, tôi đứng dậy đi giặt quần áo. Giặt xong phơi ở trên tầng thượng mà vẫn nghe thấy tiếng cười vui vẻ của Phong và mọi người ở dưới nhà. Dọn dẹp xong tôi đi về phòng nằm thì mẹ Phong là bà Lan lên tiếng gọi. Mai ơi! Mai! Dạ, cháu đây bà. Bà gọi cháu ạ? Cháu dọn cái phòng đối diện phòng anh Phong cho chị Linda ở đó nhé. Con bé nói không thích ở tầng trệt, nên cháu chịu khó dọn phòng, rồi mang đồ của chị Linda giúp chị nhé. Dạ, vâng ạ. Tôi bắt tay sang dọn phòng. Tại sao chị ấy lại đòi lên trên này vậy? Nhà thì nhiều phòng đẹp, không chọn, lại chọn đúng cái phòng đối diện phòng của anh Phong. Tôi đang dọn thì chị Linda đi từ dưới lên. Chị đi tay không, mà không vê đỡ đầu của mình lên. Dọn nhanh lên, cho chị lấy chỗ nằm nghỉ ngơi tí, mệt đã cả người rồi. Dạ vâng, sắp xong rồi ạ. Rồi chị đứng khoanh tay nhìn vào tôi chỉ đạo. Đổi cho chị cái ga giường màu khác đi. Màu đó nhìn giản nua quá. Dạ, vậy thì chị thích màu gì ạ? Màu xanh, giống phòng anh Phong ấy. Tôi nghĩ bụng. Không lẽ chị ấy có ý gì với anh Phong sao? Làm nhanh lên, còn đứng ngay ra đó à? Tiếng chị Linda làm tôi giật mình. Tôi dọn giường cho chị ấy xong. Chị ấy nằm chơi điện thoại để một mình tôi bê đồ từ dưới tầng 1 lên. Cứ vòng lên vòng xuống, gần 20 lần làm chân tôi mỏi nhừ luôn. Phong đi ra thấy vậy liền cất tiếng quát. Buổi trưa em không ngủ mà còn lo mọ cái gì thế à? Em dọn phòng cho chị Linda, chị ấy muốn đổi phòng ạ. Lắm chuyện, trời mấy hôm thì ở phòng nào mà trả được. Buổi trưa không để ai ngủ, còn hành người khác. Cũng có chân có tay, sao không tự làm mà còn đi sai người khác nữa. Thôi mà anh, em dọn một tí là xong mà. Phong kéo tôi vào phòng rồi bắp chân cho tôi. Em mệt lắm có phải không? Để anh massage chân cho nhé. Tôi nhột quá cứ bật cười khúc khích. Chị Linda ngó vào thấy thế liền chạy xuống tầng 1 mách mẹ tôi. Bác Lan ơi, sao thế cháu? Cháu vừa nhìn thấy anh Phong bắp chân cho con nhỏ giúp việc đó bác. Hình như giữa hai người có chuyện tình cảm yêu đương đó bác ạ. Bà Loan nghe thấy vậy thì cãi nhăn trán. Vớ vẩn, làm sao có chuyện đó được. Thì bác đi lên mà xem. Ở trên phòng anh Phong đó bác. Nhanh lên bác. Bà Loan đi lên thấy Phong đang bắp chân cho tôi thật thì bà xông vào trợn mắt nhìn chúng tôi. Chuyện gì đang diễn ra thế này hả Phong? Tôi hoảng quá rụt chân lại. Thấy vẻ mặt tức giận của bà Loan tôi lại càng sợ hơn. Nhưng mà Phong nắm chặt lấy tay tôi. Mình đã nói thật cho mẹ anh biết đi, không cần phải giấu giếm nữa. Bà Loan nghiến răng. Đường đường là một giám đốc công ty lớn mà còn qua lại với giúp việc ư? Còn không thấy xấu hổ với mọi người sao? Phong nghe thấy vậy thì gắt lên. Mai là bạn gái của con chứ không phải là giúp việc mẹ. Chúng con đang công khai hẹn hò nên mẹ và Linda đừng có coi cô ấy là người giúp việc nữa. Như trưa nay mẹ sai cô ấy dọn phòng rồi bê đồ cho Linda, con cũng rất là khó chịu đấy ạ. Bà Loan vẻ mặt ngập ngừng đầy ái ngại. Thì tại Mai nói là người giúp việc nên mẹ mới sai nó chứ. Thế nhà Mai ở đâu vậy cháu? Dạ,
cháu ở Hải Dương à? Linda tối xây sầm mặt lại mày lại, lặng lẽ đi về phòng nằm. Sau đó, tôi với Phong cùng với bà Loan xuống phòng khách ngồi nói chuyện. Mới đầu bà Loan chưa hề biết gì về tôi, nên vẫn rất vui vẻ. Chắc bà nghĩ tôi là con nhà giàu có, nên mới đăng đài như vậy. Thế bố mẹ cháu làm về lĩnh vực gì vậy? Dạ, bố mẹ cháu làm nông ạ. Bà Loan vẫn không hiểu hỏi tiếp. Làm nông? Nông sản hả cháu? Phong bật cười. Thôi mà mẹ, mẹ cứ trả hỏi như thế sẽ khiến cô ấy sợ đấy. Làm gì cũng được, miễn là chúng con thương yêu nhau thật lòng thôi. Thì mẹ cũng có quyền được hỏi về con dâu tương lai của mẹ chứ, đúng không con? Tôi liền thật thà đáp lại. Dạ, làm nông là làm ruộng đó hả? Bố mẹ cháu cây hơn một mẫu à? Bố mẹ cháu đều ở quê để trồng rau cây lúa à? Bà Loan nghe thế vậy thì lờ mắt nhìn Phong. Bố mẹ cái mai làm ruộng thật ư? Thế mà mẹ tưởng bố mẹ nó làm giám đốc công ty nào đó chứ? Phong cười cười bóp vai rồi cất tiếng nịnh mẹ. Cũng có sao đâu ạ. Chẳng phải mẹ từng nói mẹ thích có một cô con dâu ngoan, hiền, biết vun vén gia đình hay sao? Có giàu nghèo đâu có quan trọng à? Nhưng mà cũng phải môn đăng hộ đối một tí chứ, lệch quá làm sao được? Rồi mọi người sẽ nghĩ chúng ta như thế nào đây? Mẹ à, mẹ cứ quan trọng hóa vấn đề lên thế. Con đã quyết rồi, nên con mong mẹ hãy chấp nhận cô ấy. Bà Loan mặc dù không thích tôi đâu, nhưng trước mặt Phong, bà cũng không dám làm căng. Bà tính tìm cơ hội để giải quyết sau. Thôi được rồi, mẹ cũng không có ý kiến gì cả. Con bây giờ lớn rồi, mẹ để con tự quyết định mọi chuyện vậy. Phong thấy mẹ không nói gì, anh lại tưởng bà đã đồng ý, nên anh vui lắm. Nhưng mà tôi thì thấy rất lo. Tôi biết bà ấy sẽ không bao giờ chấp nhận tôi một cách dễ dàng như thế đâu. Việc đầu tiên là bà Loan thuê người tìm hiểu về hoàn cảnh gia đình tôi. Nhưng trước mặt chúng tôi, bà vẫn vui vẻ niềm nở như không có chuyện gì. Vì quen sống ở Mỹ nên chị Linda sống khá thoải mái. Mặc dù nhà có Phong là đàn ông, nhưng chị ta vẫn ăn mặc mát mẻ như đi tắm biển vậy. Quần đùi áo hai xây cứ phơi bày ra, hở mông hở ngực hết cả. Nhà có bể bơi nên chị cứ mặc bikini bơi đi bơi lại trong bể bơi. Tôi nhìn còn thấy nóng hết cả mắt, nói chi là đàn ông. Rồi tắm xong, chị vẫn mặc bikini lượn ra lượn vào mấy vòng, cứ như ở bãi biển vậy. Con gái con nứa gì mà hết sức vô duyên. Bà Loan lên giường đi ngủ rồi thì chị Linda mở cửa phòng đi vào. Con vẫn chưa ngủ à Linda? Linda xị cái mặt xuống. Con buồn nên không ngủ được bác à? Trước ở bên Mỹ bác nói rằng anh Phong chưa có người yêu, rằng bác muốn con làm con dâu của bác nên con mới hào hứng muốn về Việt Nam cùng bác. Vậy mà về Việt Nam con lại phải chứng kiến anh Phong công khai người yêu mới. Bác bảo con làm sao mà ngủ được à? Bà Loan ngồi dậy với vẻ mặt buồn bã. Con ngồi xuống đây với bác. Nhưng con buồn lắm bác à? Hay là mai bác bật vé cho con bay về Mỹ luôn đi. Ờ kìa, mới sang đây được có 2 hôm mà đã về là sao? Ở lại chơi với bác nửa tháng nữa rồi hãy về. Linda tỏ vẻ buồn rầu. Con cũng muốn ở lại chơi với bác, nhưng mà giờ còn có anh Phong và bạn gái của anh ấy nữa, con thấy bất tiện lắm, nên con xin phép về Mỹ ạ. Bà Loan cứ năn nỉ Linda ở lại chơi. Con cứ bình tĩnh nghe bác nói đã. Bác không thích cái Mai đâu, nó không xứng với thằng Phong. Nhưng mà bác biết tính thằng Phong mà đã quyết định điều gì thì sẽ không ai có thể lay động được nó đâu. Chỉ có một cách là... Cách gì vậy bác? Bác sẽ tìm cách để cái Mai rời xa thằng Phong, rồi thằng Phong sẽ buồn chán và cơ hội của con đã đến. Con biết phải làm gì đúng không? Linda nghe thế vậy thì mắt sáng long lanh. Dạ, vâng, bác mau nghĩ cách đi. Chỉ cần con Mai rời xa anh Phong thôi thì còn mọi chuyện con sẽ giải quyết theo cách của con. Bác cứ yên tâm đi ạ. Bà Loan gật đầu. Thôi được rồi, giờ con ở lại đây luôn với bác nhé. Dạ vâng, con sẽ ở lại đây, tới khi nào bác đuổi con thì con mới về ạ. Thói quen hàng ngày của Phong là dậy sớm chạy tập thể dục quanh bể bơi và vườn hoa rồi mới về tắm giặt và đi làm. Linda biết vậy nên Phong vừa dậy là cô cũng dậy luôn. Linda thay một bộ bikini nóng bỏng rồi đi xuống. Phong đang tập thể dục thì tùng. Anh giật mình quay lại thấy Linda đang bơi. Cô vẫy vẫy Phong. Ngày mới tốt lành nhé anh. Phong cũng khẽ gật đầu. Ừ, cảm ơn em. Nhưng mà mới sáng ra em đã tắm rồi sao? Tắm buổi sáng để rèn luyện sức khỏe nhỉ? Anh có muốn tắm cùng em không? Linda trèo lên bờ để lộ cả cơ thể nóng bỏng trước mặt Phong.
Nhưng Phong không thèm quan tâm, anh quay mặt đi chỗ khác. Không, anh không có thói quen tắm vào buổi sáng. Rồi Phong đi về phòng. Đi qua phòng thôi thấy cửa hé mở, nên Phong lèn vào chui tọt lên giường làm tôi kẽ giật mình. Ơ, sao anh lại vào đây? Anh vào ôm em một cái cho đỡ nhớ, rồi còn chuẩn bị đi làm. Cả ngày không được ôm một cái nào, nhớ chết đi được. Vậy thì ôm một tí thôi nha. Tôi với Phong đang ôm nhau, còn chưa kịp sửa soạn một tí nào thì tiếng bà Lan ở ngoài cửa gọi vào. Mày ơi, dậy đi chợ với bác đi con. Tôi vội vàng thưa. Dạ, vâng ạ. Rồi tôi đẩy Phong ra. Thôi, em dậy đi chợ với mẹ anh đây. Anh cũng dậy đi. Phong mất hứng, mặt ngẵn tủn lại. Cái kiểu này thì đến bao giờ ai mới được động Phong đây? Tôi bật cười. Phong thay quần áo đi xuống thì gặp Linda đi lên. Vẫn cái bộ bikini màu hường nóng bỏng. Ngực không biết là ngực thật hay là silicone, mà nó to, lúc nào cũng lấp lấp chuyển động theo bước chân của Linda. Mông thì to và cong tớn, nói chung là vô cùng hấp dẫn. Anh chuẩn bị đi làm à? Ừ. Trời không thấy ai ở nhà, Linda liền gạ gẫm Phong. Cô tiến lại gần Phong. Hình như anh ghét em lắm cơ mà. Sao em lại nói vậy? Vì em thấy anh còn không thèm nhìn em nữa cơ. Em xấu như vậy sao anh? Phong vẫn rất bình thản đáp lại. Anh nói: em rất đẹp, nhưng anh đã có người yêu rồi, nên anh không muốn mình sẽ phạm sai lầm. Anh không muốn người con gái anh yêu phải buồn vì anh đâu. Linda quay sang nhìn Phong. Em ngưỡng mộ anh thật đấy. Ước gì em cũng có một người bạn trai tuyệt vời như anh Phong nhỉ. Vẫn còn đầy người hơn anh mà. Em cứ yên tâm, rồi em sẽ gặp được người đó thôi. Rồi Linda trơ trẽn gạ đòn. Cô ta đưa hai tay mân mê ngực của mình, mặt thì biểu cảm sự thèm khát. Anh à, em muốn lắm rồi. Anh có thể giúp em giải tỏa được không? Em sợ giới bí mật và chỉ hai chúng ta biết thôi. Anh hãy thử xem đây, gái Tây Lai và gái Việt ai làm anh phê hơn. Phong trố mắt trước sự mạnh bạo của Linda. Còn Linda thì bắt đầu luồn tay xuống quần jeep, rồi cô tụt chiếc quần jeep xuống ngang hông gối. Cô ta tự lấy ngón tay chọc vào. Anh Phong ạ, em muốn. Phong đứng hình mất vài giây, nhưng rồi Phong bình tĩnh trở lại. Anh thản nhiên nói: nhưng mà xin lỗi, anh không phải là trai bao. Rồi Phong lạnh lùng đi ra lấy xe và đi làm. Còn Linda thì vô cùng tức giận. Cô ta bắt đầu cảm thấy thất vọng. Chẳng lẽ trai Việt Nam ai cũng như vậy sao? Ở bên Mỹ, chỉ cần cô liếc mắt đưa tình một cái là trai Mỹ lao vào cô ngấu nghiến rồi. Đâu như Phong nhìn cô với ánh mắt sừng sừng như thế. Linda đi về phòng. Vì vã quá nên cô lấy điện thoại ra mở phim sách xem. Tôi với bà Loan đi chợ về đã nghe thấy tiếng rên ư ử ở trên tầng. Mai ơi, có tiếng rên ở đâu vậy nhỉ con? Dạ, hình như là ở tầng trên bác ạ. Rồi tôi với bà Loan đi lên tầng trên xem có chuyện gì thì nghe thấy tiếng rên ở trong phòng của chị Linda. Cửa lại không khóa nên tôi và bà Loan đi vào thì thấy chị Linda đang nằm khỏa thân trên giường xem phim sách. Bà Loan tỏ vẻ thất vọng. Sao con lại xem mấy cái thứ đồi trụy này hả Linda? Linda ngồi dậy ưỡn nẻo. Có gì mà đồi trụy đâu bác. Ở Nhật Bản diễn viên đóng phim sách còn được tôn vinh như là diễn viên Hollywood đó bác ạ. Nếu rảnh rỗi quá thì con nên tìm mấy khóa học dạy nấu ăn online mà học hỏi kinh nghiệm, để sau này còn nấu ăn cho chồng chứ. Đừng ở đây xem mấy cái phim vớ vẩn đó, làm hư người chứ có tác dụng gì đâu. Dạ con biết rồi, con chỉ xem giải trí tí thôi mà. Xem chết rồi nghiện chứ không làm được cái chuyện gì đâu. Linda nghe thế vậy thì buồn bã tắt đi. Dậy con tắt được chưa ạ? Giờ thì xuống bếp phụ nấu cơm với cái Mai đi. Tôi thấy tình hình có vẻ căng nên tôi xuống bếp trước. Chị Linda lắc đầu. Sao bác lại sai con đi nấu cơm cùng với con nhỏ đáng ghét đó chứ? Thế con định để nó làm hết à? Con cũng phải phụ nó một tí chứ. Con không làm, không bao giờ. Hỏng hết móng à? Thế giả dụ đến lúc nữa con lấy thẳng Phong thì con cũng không làm gì ư? Kể cả nấu cơm cho chồng con ăn ư? Linda nghe thấy vậy thì hồn nhiên đáp lại. Tất nhiên rồi, việc nấu cơm dọn dẹp giặt giũ cho con là việc của giúp việc mà bác. Vậy thì còn con thì sao? Con ư? Con còn phải đi làm đẹp chăm sóc da và đi chơi cùng với các bạn, đi du lịch khắp nơi nữa chứ ạ. Thế con không phụ giúp chồng con mà chỉ tiêu xài tiền của chồng con rồi sao? Tất nhiên rồi, con sẽ chọn và lấy một người thật giàu như là anh Phong chẳng hạn. Thế không may kinh tế suy thoái, lúc công ty gặp khó khăn thì sao?
chồng mình mà không đáp ứng được cho mình thì mình bỏ đi, lấy chồng khác. Sợ con gái có giá lắm bác ạ, không bao giờ sợ ế đâu. Bà Loan nghe thấy vậy thì thất vọng đi xuống nhà. Thấy tôi đang nấu cơm, tự dưng bà hỏi: sau này lấy chồng con có nấu cơm và chăm sóc cho chồng con không? Tôi nghe thấy bà hỏi như vậy thì bật cười. Điều đó là tất nhiên ạ. Con cũng không yên tâm khi ăn uống ở ngoài đâu. Tự tay con làm thì con mới yên tâm ạ. Thế cả việc chăm sóc con cái nữa chứ? Dạ vâng. Con mình đẻ ra thì mình phải có trách nhiệm chứ ạ. Tự tay chăm con thì con mới yên tâm. Tính con là vậy đó bác ạ. Bà Loan nghe vậy thì gật đầu. Vậy thì tốt rồi. Giả như mà con Linda biết nghĩ được như con. Bà Loan bắt đầu thấy thương tôi hơn. Và bà bắt đầu để ý tới Linda. Bà thấy không hài lòng về cách sống và suy nghĩ quá thoải mái của Linda. Thế thì con nấu cơm đi, bác sang nhà hàng xóm một tí nhé. Dạ vâng ạ. Tôi đang ở dưới bếp nấu cơm thì thấy chị Linda đi xuống. Chị vênh mặt nhìn tôi. Cô mau nói gì đấy? Dạ em nấu canh cá lóc và cả thịt kho nữa ạ. Nhìn cũng bắt mắt đấy, nhưng không biết ăn có ra gì không. Tôi không nói gì nữa, kệ chị ta muốn nói gì thì nói. Tôi múc canh ra tô và bê ra ngoài bàn. Tôi vừa đi thì chị Linda ngáng chân tôi. Thế là tôi bị ngã, còn đổ cả canh nóng vào tay. Sao chị lại ngáng chân em? Tôi đâu có ngáng cái chân cô. Đừng có mà vu khống cho người khác như thế. Tôi liền xoay vòi nước và hư vào chỗ canh bị bỏng. Cả cổ tay đỏ bừng lên, bỏng rát. Rõ ràng là chị ngáng chân em. Chị cố tình có đúng không? Linda đứng chống nạnh hất mặt nhìn tôi. Mày đang vu khống cho tao đấy. Cẩn thận cái mồm, kẹo tao đánh cho tan mồm ra đấy. Chị Linda nghĩ tôi thấp bé nhẹ cân nên tính bắt nạt tôi đây mà. Nhưng mà tôi lại ghét cái thái độ lẳng lơ và liếc mắt anh Phong của chị ta, nên tôi điên máu. Tôi khẽ nói: chị thấy anh Phong thương tôi nên chị ganh tị với tôi có đúng không? Đúng thế. Mày không xứng đáng với anh Phong đâu, nên là tốt nhất mày cút đi. Tôi không cút đấy. Chị làm gì được tôi? Chị nghĩ tôi sợ chị ư? Chị tưởng chị tỏ xác mà chị bắt nạt được tôi à? Cứ thử động vào tôi xem. Chị Linda tưởng ngon ăn xông vào định đánh tôi thì bị tôi hất luôn chỗ canh nóng còn lại vào trong người. Chị ta nhảy ngược lên rồi chạy vào nhà vệ sinh xịt nước, rồi hùng hổ xông ra. Con kia, sao mày dám hất canh nóng vào người tao hả? Đó người ta gọi là ăn miếng trả miếng đó chị ạ. Rồi chị ta lao vào định đánh tôi, nhưng tôi né và chạy ra cửa. Chị có giỏi thì đuổi theo mà đánh tôi này. Chị ta lập tức chạy theo đuổi tôi. Mày có giỏi thì mày đứng lại cho tao. Chị Linda đuổi tôi chạy lòng vòng ngoài bể bơi, rồi chạy ra vườn hoa, rồi lại chạy vào nhà, rồi lại chạy ngoài bờ hơi tai. Cứ chạy đuổi nhau hơn chục vòng như thế. Tới khi bà Loan về thì tôi và chị Linda ngồi thở lè lưỡi ra rồi. Vừa thấy bà Loan về tới cổng thì chị Linda đã ngồi há hốc mồm ra. Chị bật dậy ra mách bà. Bác ơi, bác cứu con với. Còn mày nó định giết hại con bác hả? Bà Loan nghe thấy vậy thì gắt lên. Làm sao? Làm sao mà hại chết con? Chị Linda lại tru tréo lên. Nó đổ cả người canh nóng vào trong người con. Con bị bỏng hết cả ngực rồi đây này. Ngực con chảy xệ hết rồi đây này. Bà Loan nhìn Linda từ đầu tới chân. Bác thấy có bị bỏng đâu, vẫn bình thường mà. Bỏng hết mà bác bảo bình thường à? Con phải vào nhà vệ sinh xả nước mãi mới đỡ đó. Tôi nghe thấy thì bực lắm, nhưng mà kệ chị ấy muốn nói gì thì nói. Tôi chạy hơn chục vòng mệt muốn chết, hơi sức đầu mà thanh minh phải trả giải thích nữa. Chị Linda cứ đứng ăn vạ, bảo Loan rồi bắt bà ấy phải lấy lại công bằng cho chị ta. Mà chị ta còn đổ oan, đòi công bằng gì cơ chứ? Bà Loan cất tiếng thở dài. Thôi được rồi, cứ vào trong nhà rồi nói. Trời nắng thế này mà con bắt bác đứng ở ngoài trời như thế này ư? Đi vào nhà, bà Loan thấy hết canh đổ ra sàn nhà, bà liền gắt lên. Tụi bay phá đổ thế hả? Hai đứa đi dọn sạch vào cho bác nhanh lên. Tôi đi lấy chổi lau nhà thì chị Linda lẳng lặng lên gác thì bà Loan cất tiếng gọi. Linda, quay lại đi, dọn cùng với cái Mai, bao giờ sạch hết thì mới lên được. Chị Linda nhăn nhó. Sao con phải dọn chứ, con có biết dọn đâu ạ? Bà Loan co mày lấy lại vẻ rất nghiêm khắc. Không biết thì bây giờ phải học. Mai, đưa chổi lau nhà cho chị Linda để chị ấy lau đi. Tôi gật đầu rồi đưa chổi lau nhà cho chị Linda. Đây, chổi đây, chị lau đi. Linda cầm lấy cây chổi, vùng vằng. Ta không lau, mày đi mà lau. Bà Loan trông thấy vậy thì nghiêm nghị nói.
Chỉ cần bác mở điện thoại là bác biết ai đúng ai sai. Nên đừng đó mà vớ vẩn nữa. Vừa ăn cắp vừa la làng à? Chị Linda giật mình. Sao bác lại nói vậy à? Thôi, dọn đi. Muốn sống ở cái nhà này thì phải sống tử tế hẳn hoi vào. Không vớ vẩn được đâu. Chị Linda cúi gầm mặt xuống, không nói năng gì được. Tôi cất tiếng bảo. Ở đây là Việt Nam, chứ không phải là Mỹ đâu. Nên chị sống cho hẳn hoi vào. Mày đừng có mà lên mặt dạy đời người khác. Tôi chỉ nói sự thật thôi. Chị nghe hay không, đó là việc của chị. Tôi dọn rác đi hết rồi, chỉ còn mỗi việc cầm chổi lau nhà đi lau lại cho sạch mà chị Linda cũng không làm được. Chị cứ lau lòng vòng, lau tới lau lui, cuối cùng vẫn không sạch. Tôi định lau hộ nhưng bà Loan bảo kệ, để cho chị ấy lau, nên tôi cũng kệ. Lau xong chị ấy mệt quá ngồi thở hắt ra. Rồi bà Loan ngồi phân tích cho chị Linda hiểu và bảo chúng tôi bắt tay vào làm hòa, và mọi chuyện cũng được êm xuôi. Tối hôm đó Phong về sớm còn dẫn theo một người bạn. Anh ấy là Tuấn, bạn thân của Phong cũng mới bay từ Mỹ về. Trước Tuấn, Phong cùng học với nhau, sau đó Tuấn sang Mỹ cùng với gia đình, thỉnh thoảng mới bay về Việt Nam thăm Phong. Tình bạn mười mấy năm nên Phong rất coi trọng tình bạn này. Sau khi ăn uống và nhậu say cả rồi, Phong và Tuấn lên phòng nằm. Hai ông bạn tính sẽ tâm sự thâu đêm không ngủ. Mới nửa năm không gặp nên có bao nhiêu chuyện để kể. Nhưng tới 12 giờ đêm, Phong lẻn sang phòng tôi. Tôi cũng thích Phong sang lắm nên giả vờ đuổi. Thôi, anh về phòng đi, nhỡ mẹ biết thì chết đấy. Mẹ biết thì cũng có sao đâu, mẹ biết là chúng ta yêu nhau rồi mà. Rồi Phong nằm lên giường tôi, nháy nháy mắt. Đây, anh đây mà. Em muốn làm gì thì làm anh đi. Lần trước thấy em mạnh mồm lắm cơ mà. Hôm nay có giỏi thì làm đi. Tôi gãi đầu mặt đỏ tưng bừng. Anh cứ nói thế làm em ngại. Mà em ngại thật đấy. Thôi em đừng ngại nữa. Anh đang chờ em đấy. Tôi rúc mặt vào ngực Phong ngửi ngửi. Hôm nay anh chưa tắm có đúng không? À, tại ăn uống lâu quá nên anh chưa kịp tắm. Vậy anh dậy tắm luôn. Có nước nóng không thế? Có nước nóng mà. Anh đi tắm đi. Tắm sạch vào nhé. Được rồi, anh biết rồi, anh đi tắm đây. Phòng đi tắm, tôi cũng bật dậy thay một cái váy ngủ sexy, rồi xịt một ít nước hoa vào cổ, rồi lên phòng nằm chờ đợi. Chị Linda say, lại lên cơn vật vã. Chị ấy không ngủ được, nên chị ấy đã lần mò sang phòng của Phong. Vì lúc Phong ra không chốt cửa, nên chị Linda đã mở cửa đi vào được. Chị uống say nên nhắm mắt nhắm mở, nhìn qua ánh đèn ngủ mập mờ. Thấy Tấn đang cởi trần nằm ngủ sắp không biết gì, chị nuốt nước bọt. Người gì mà khi ngủ dáng cũng đẹp thế cơ biết. Phòng vừa tắm anh đi ra. Sợ tắm của em thơm quá, cứ muốn ngửi mãi thôi. Thế rồi Phòng leo lên giường kéo chăn, thấy tôi mặc một chiếc váy ngủ hở bạo thì tròn xoe mắt. Đây là thật hay là mơ vậy em? Là thật đấy, không phải là mơ đâu. Rồi tôi và Phòng hôn nhau, cả hai rùng rực cùng sẵn sàng lâm trận. Phòng háo hức cởi váy của tôi ra, anh sờ đến đâu là khiến cho người tôi tê cứng đến đấy. Lúc đang chuẩn bị lâm trận thì bỗng nhiên nghe thấy tiếng Tuấn la hét ở bên ngoài cất lên. Phong ơi, cứu tao, cứu tao với Phong ơi. Tôi và Phong giật bắn cả người. Tôi vội vàng mở tủ lấy bộ quần áo mặc vào. Phong vừa mặc quần áo vừa nói vọng ra. Tao đây, chờ tao một tí. Mặc xong quần áo, tôi với Phong đi ra thì thấy Tuấn đang đứng ở ngoài, vẻ mặt vô cùng lo lắng. Phong vội vàng cất tiếng hỏi. Có chuyện gì thế? Mày có sao không thế? Tao đang ngủ, tự dưng có người vào ôm tao, tính hiếp tao, nên tao sợ quá chạy ra đây. Phong gãi đầu. Chắc Linda phải không? Tao tưởng Linda là bạn gái mày, nên tao sợ quá. Hóa ra cô ấy mới là bạn gái của mày à? Phong khẽ gật đầu. Đúng rồi, mày mới là bạn gái của tao. Còn Linda vẫn đang cô đơn nhé. Nếu mày thấy thích thì thử xem, vì mày cũng sống bên Mỹ mà, biết đâu lại hợp. Thôi, tao chịu đi. Cô ta dễ dãi quá, tao không thích đâu. Thôi, mày cứng đi ngủ đi, để tao xuống phòng khách nằm, nhường phòng cho cái cô Linda đó vậy. Phòng gật đầu rồi kéo tay tôi vào phòng. Sao mà cái số của mình nó khâu quá em ạ. Cứ đang lúc cao trào lại có người phá đám. Có khi mình phải ra khách sạn. Chứ ở nhà anh thấy không yên tâm đâu. Không biết tí nữa, khi đang hoạt động có ai đập cửa không nhỉ? Tôi nghe thấy anh nói như vậy thì bật cười. Giờ muộn rồi, còn đi đâu nữa anh? Rồi Phong lại thì thầm. Có khách sạn mở cửa giờ này đấy. Hay là mình đi nhé. Nhưng mọi người biết thì sao? Mình đi khẽ thôi, không ai biết đâu. Mình đi thôi em. Tôi và Phong đi xuống, đi qua phòng.
thì thấy Tuấn đang nằm ở ghế sofa một mình. Nhưng Tuấn ngủ say không biết gì cả. Phòng đưa tôi tới khách sạn. Ở trong phòng VIP, hai đứa muốn nhảy múa hát hò hay làm gì cũng không bị ai làm phiền cả. Đến tận trưa hôm sau, tôi và Phong mới vào nhà. Bà Loan đang nấu cơm, thấy tôi và Phong đi vào thì không nói gì. Tôi vội vàng xuống bếp nấu cơm hộ bà, còn Phong thì nịnh mẹ. Mẹ ơi, con mua nhiều hoa quả ngon lắm, mẹ con mình ra ăn đi. Bà Loan nghe thấy vậy thì bĩu môi. Vâng, tôi biết là hoa quả ngon rồi. Anh chị đi mua quả từ 1 giờ đêm hôm qua cơ mà. Phong nháy mắt. Ờ, thế mẹ biết rồi à? Lúc thằng Tuấn nó la hét om sòm lên, tôi đã dậy và tỉnh giấc rồi. Phong ngại ngùng quay đầu cười nịnh mẹ. Mẹ sắp được bế cháu rồi đây, mẹ cứ chuẩn bị đi nhé. Nghe đến bế cháu, mắt bà Loan đã sáng lên rồi. Trong lòng vô cùng phấn khởi, nhưng vẫn làm bộ nghiêm túc. Anh lại tính lừa tôi đấy à? Con lừa mẹ làm gì? Mẹ không tin thì cứ chờ 9 tháng 10 ngày nữa đi, xem con có nói đúng không. Bà Loan quay sang đánh vào tay Phong mấy phát. Cái thằng mồm mép này nữa, cứ liệu hồn với tôi đấy. Rồi Phong lại cất tiếng hỏi mẹ. Thế thằng Tuấn đâu rồi à mẹ? Nó đang ngủ ở trên phòng con ấy. Ờ, con tưởng Linda đang ngủ ở đó mà. Còn thằng Tuấn thì xuống phòng khách ngủ mà. Bà Loan lại bĩu dài môi ra. Đến chịu với nó, mới đầu thì kêu cứu toán loạn ra, rồi còn bày đặt xuống phòng khách ngủ. Thế mà sáng ra, mẹ đi lên đã thấy hai đứa đang ôm nhau ngủ trong phòng rồi. Phong ngạc nhiên. Thật vậy à? Ôi trời, đúng là không thể tin được mà. Thế mà cũng tốt mẹ nhỉ. Bà Loan không nói gì, nhưng trong lòng bà đã bắt đầu chấp nhận cho Phong quen với Mai. Có lúc bà vẫn nghĩ tới quá khứ của Mai, nhưng bà cũng thông cảm. Vì ai cũng sẽ có một thời bồng bột, mà cái quan trọng là sau này bà về Mỹ sẽ có Mai chăm sóc cho con trai của bà, và bà tin Mai sẽ không làm bà thất vọng. Một tuần sau khi phải lòng nhau thì Linda bay về Mỹ cùng Tuấn. Đối với Tuấn, đây là lần đi chơi ấn tượng nhất. Đi một nhưng về hai, anh chính thức hết ế. Bà Loan chuẩn bị các thứ để tôi về nhà chơi, thăm nhà thăm cửa rồi tính chuyện cưới xin. Bà nói năm nay tôi với Phong hợp tuổi nên cưới phải cưới trong năm nay. Mới đầu tôi nghĩ bà khó tính lắm, nhưng càng sống với bà lâu, tôi mới thấy bà không hề khó tính. Bà lại còn rất chu đáo nữa. Không biết sau này cuộc sống của tôi sẽ ra sao, nhưng mà hiện tại tôi thấy mình rất may mắn khi được làm con dâu của bà. Tôi hứa sẽ là một người vợ tốt và làm một cô con dâu ngoan để không phụ sự tin tưởng của người mẹ chồng đáng kính này. Vậy là vừa rồi, chúng ta vừa kết thúc câu chuyện Âm Tính của tác giả Tâm Từng. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Các bạn nhớ like, ủng hộ và subscribe kênh để đón nghe thêm nhiều chuyện ngôn tình hay. Và nhớ để lại bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe chuyện nhé. Chúc các bạn có một ngày làm việc thật vui vẻ và tràn đầy năng lượng. Và hẹn gặp lại các bạn trong những bộ truyện lần sau.